Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2. Tập 60. Chương 591, gió mát từ từ tới, 1. Đối với người nghèo, xưa nay Vân Chiêu luôn đối xử rất rộng rãi. Cùng là 1.000 đồng bạc, nhưng với người nghèo và người giàu thì giá trị lại khác biệt rất lớn. Đứng ở góc độ Vân Chiêu mà nói, y thả cho không người nghèo 1.000 đồng bạc chứ không muốn để người giàu có cơ hội kiếm 1.000 đồng này. Vì căn cứ vào nguyên lý kinh tế học mà xét, người nghèo có được 1.000 đồng bạc sẽ mang lại cống hiến xã hội nhiều hơn người giàu. Đến giờ Vân Chiêu còn chưa thấu triệt hết đạo lý trong đó. Nhưng mà khi đi bồi dưỡng cán bộ, vị giáo sư già tóc bạc trắng vì khản giọng nhồi vào sọ đám quan viên cơ sở không chịu nghe giảng bọn họ đạo lý này suýt rơi nước mắt. Cho nên thế nào cũng có lý của nó. Học vấn quá cao siêu trước kia Vân Chiêu một là vì lười biếng, hai là vì còn nông cạn xem thường mấy thứ y cho là lý luận suông. Cho nên bây giờ y không hiểu, đành lựa chọn tin vào nhân phẩm vị giáo sư già kia. Siêu cấp phú hào ở huyện Lam Điền không nhiều, còn người có tiền thấy nhìn đâu cũng thấy. Nhiều hơn nữa là những người không thể tính là giàu nhưng trong túi luôn có vài đồng rủng rỉnh, thi thoảng có thể đi uống rượu, xem kịch, nghe hát, thậm chí nếu tiết kiệm một thời gian thì có thể tới Minh Nguyệt Lâu xem những tuyệt sắc giai nhân ca hát khiêu vũ. Từ khi đám lão bảo tử phát hiện ra rằng kiếm tiền bằng cách này còn nhanh còn nhiều hơn cả thu tiền ra thịt, cái loại quỷ đói như Vân Dương tới Minh Nguyệt Lâu phát hiện, hắn chỉ còn có thể tìm tình cũ là lão bảo tử thôi. Bởi vì các cô nương khác tựa hồ chẳng còn nhiệt tình lấy lòng khách như xưa, các nàng có cách kiếm tiền khác tốt hơn rồi. Khi giải trại nghe nói Minh Nguyệt Lâu đã tập luyện loại mỹ khúc vong quốc nghe thường vũ y khúc thì nổi trận lôi đình, vội vàng đi tìm Vân Chiêu để yêu cầu vĩnh viễn loại trừ thứ vong quốc này. Nhưng ông ta chỉ nhìn thấy sự trào phúng vô hạn trong mắt y. Ta chẳng bao giờ tin mấy lời ngu xuẩn như kiểu mỹ nhân hại quốc, ta có hai lão bà đủ khiến 3.000 mỹ nhân phải thất sắc. Ta cũng chẳng bao giờ tin một quốc gia lại bị mất bởi khúc từ êm tai, nên ta đang rất tò mò với màn ca vũ mà Minh Nguyệt Lâu đang diễn luyện này. Nói thật nhé, ta cũng không tin hôn quân có thể khiến quốc gia bại vong, nếu thực sự hôn quân có thể khiến vong quốc. Vậy thì đó là lỗi của toàn thể kẻ thống trị ở quốc gia đó chứ không phải một người, vì để hôn quân tồn tại tới lúc vong quốc là tội của tất cả. Giải trại nghe xong thở dài rời đi, hai tay chắp song lưng đứng bên sông ngẩng đầu nhìn trời cao, cô độc bi thương như khuất nguyên sắp nhảy sông tự sát. Vân Chiêu mặc xác ông ta, các cô nương Minh Nguyệt Lâu bắt đầu bán nghệ không bán thân nữa, đã không tán thưởng thì thôi, chẳng lẽ còn muốn ép họ quay về nghề kinh doanh thân xác? Chẳng lẽ ông ta là khách quen của mấy cô nương đó nên mới thấy tiếc? Giải trại đoán chừng là nhìn, thấy cuộc sống tươi đẹp ở thành Ngọc Sơn, không muốn nó bị hủy trong sớm tối, nên không nhảy sông tự sát mà quay lại muốn khuyên can Vân Chiêu lần nữa. Lúc này đã tới giờ cơm, Tiền Đa Đa tới đại thư phòng, lấy ra hai món ăn, bát cháo loãng, bốn cái bánh bao nhân khoai tây to bằng nắm đấm, Vân Chiêu đành mời ông ta cùng ăn. Ta nói trước, không phải vì có ông ở đây mà cố ý chuẩn bị đơn giản như thế, ngày nào ta cũng ăn gần giống như vậy. Giải trại chắp tay, ti chức cũng chỉ có thế. Vân Chiêu múc cháo ra hai bát nhỏ, chia cho giải trại, bây giờ nhiều nhà còn ăn tốt hơn thế này, song không thể làm tinh tế như vậy. Tài nấu nướng của lão bà ta là thiên hạ nhất tuyệt. Giải trại cẩn thận lựa lời nói, huyện tôn không sợ gì cả sao. Vân Chiêu xua tay, thế giới này luôn liên tục xuất hiện những thứ mới mẻ, những thứ quái dị, ngăn cũng chẳng ngăn được, chỉ cần người ta làm việc trong phạm vi pháp luật thì nên ủng hộ. Chúng ta là những người quản lý quốc gia, quản lý bách tính trên phương diện tình lý pháp kỷ thôi, còn thứ khác chớ ngăn cản. Nếu ông chướng mắt người ta kiếm quá nhiều tiền thì đánh thuế nặng hơn, nếu làm thế mà người ta vẫn sống khỏe phây phây thì chứng tỏ người ta tồn tại là có lý do, vậy cứ để nó tồn tại. Chúng ta không nhất định là lúc nào cũng thông minh hơn bách tính, luật pháp lại luôn chậm hơn thực tế, đó là sự thực khách quan. Bởi vậy khi có thứ mới xuất hiện chớ nên hoảng sợ ngăn cản nó, cứ nhìn cho rõ đã, xem thứ đó cần hủy bỏ hay ủng hộ. Theo ta thấy huyện Lam Điền không ngừng xuất hiện thứ mới là tốt, nó cho thấy sức sống của bách tính là chuyện tốt. Giải trại ngẫm nghĩ rất lâu mới gật gù ăn một miếng bánh bao.
Sớm nghe năm xưa Huyện Tôn ở Thư viện Ngọc Sơn có phát biểu luận dưới trăng rất có tính gợi mở, tiếc là tới muộn không nghe được, thật tiếc nuối. Lão già này cũng biết nói mấy câu vừa tai đấy, Vân Chiêu phất tay với Dương Hùng, Dương Hùng liền tới giá sách tìm kiếm, không lâu sau tìm ra một bản thảo dày, đặt lên bàn cơm. Vân Chiêu đẩy cho giải trại, có người chỉnh lý ra rồi, ông xem đi, khi đó tư duy tương đối hỗn loạn, tự thuật cũng lung tung cả, nhưng đều là điều ta nghiền ngẫm đã lâu. Giải trại ăn vội vàng cho xong, ôm lấy bản thảo, ti chức sẽ mang về đọc ngay. Dương Hùng nhìn giải trại đi xa nói, Huyện Tôn, đạo pháp không truyền sáu tai. Vân Chiêu nói, đó là lời hạn hẹp. Dương Hùng thường xuyên nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo từ chỗ Vân Chiêu, nghe y lên án Phật tổ, chỉ trích thánh nhân, bắt bẻ các tiên hiền. Nếu là người khác nói, hắn nhất định sẽ biện luận một phen, đáng tiếc những lời này từ miệng Vân Chiêu nói ra, lại hết sức hợp lý, hết sức có lý. Đừng nói là hắn, dù là ở trước mặt các vị tiên sinh thư viện, lời của Vân Chiêu cũng thường khiến nhiều người phải nghiền ngẫm, nghiêm trọng nhất là Hoàng Tông Hy và Cố Viêm Vũ. Rất lâu trước, kia nhiều người cho rằng huyện Lam Điền là nơi nấy võ lực lập nghiệp, nơi đó e là không phải là chỗ văn nhân có tiếng nói. Khi tới Thư viện Ngọc Sơn học tập hắn mới biết, huyện Lam Điền coi trọng dạy học hại người còn hơn cả nơi khác. Thư viện Ngọc Sơn chính là nơi tài chính huyện Lam Điền đổ nhiều tiền bạc vào nhất, mặc dù huyện Lam Điền không ngừng mở rộng quân đoàn, liên tục huấn luyện tổ chức hương dũng, nhưng số tiền đổ vào quân sự chưa là gì so với số tiền đầu tư cho thư viện. Ngay từ những ngày khởi đầu gian khó, Vân Chiêu vẫn bỏ số tiền lớn kiến thiết thư viện. Trong đời sống chính trị, quân đội không có địa vị quá lớn, đừng nói tới quân sự áp đảo tất cả. Trương Quốc trụ Chuân Điền ở thành Lam Điền rồi mới tới quân đoàn Cao Kiệt xuất tái, Đoàn Quốc Nhân khai phát Hà Sáo rồi mới có chuyện quân đoàn Lý Định Quốc càn quét sa mạc. Vân Báo, Vân Tiêu, Vân Giao khống chế Hán Trung có hiệu quả rồi mới tới Vân Phúc tiến quân, chuân binh từ Kinh Quan. Quân đoàn Vân Dương đóng ở Đồng Quan không phải vì canh giữ cánh cửa Quan Trung, mà là vì đảm bảo bia địa giới có thể di chuyển tới Hà Nam. Quân đoàn Lôi Hằng sắp thành lập, Dương Hùng đã khẳng định là để tương lai đóng trong đất Thục. Giống như Huyện Tôn từng nói, quân đội là bước phát triển của chính trị. Đây là điển hình của văn võ phối hợp, không ai địa vị cao hơn ai, dung hợp thành một thể, nhiều chuyện trước kia hắn không dám nghĩ tới. Nay đều đang diễn ra trước mắt, thân hình Vân Chiêu đang cầm bánh bao ăn với cháo loảng càng trở nên cao lớn. Chương 592, gió mát từ từ tới, 2. Tháng 9 đã tới, dưới chân Ngọc Sơn se se lạnh, bờ biển Triều Châu sóng cả cuồn trào, thủy triều ầm ầm đem vạn cân nước biển cuốn lên bãi cát, vỗ vào tảng đá, vỗ vào rừng cây vẹt. Trước thiên uy, con người nhỏ bé gần như không đáng nhắc tới. Bãi cát vốn rộng 2 dặm, nay vì bão kéo sóng biển lên mà chỉ còn chưa tới nửa dặm. Lồng ngực trần của Hàn Lăng Sơn bị những hạt nước do cuồng phong cuốn tới đạp đau rát, dù mỗi bước gian nan. Hắn vẫn ưỡn ngực chạy trên bãi biển, phía sau lưng hắn là hàng dài hán tử đen xì vừa chạy vừa hô khẩu hiệu. Đội ngũ 1.000 người không ngừng có người mới gia nhập, rồi không ngừng có người hoặc chết, hoặc bị đào thải, tới giờ còn lại chưa đầy 800. Cho dù tri phủ Lỗ Văn Viễn thấy những người này đã tinh nhuệ lắm rồi, nhưng vị cẩm y thiên hộ viên Mẫn vẫn chưa thỏa mãn. Nhiều lúc làm ông ta thấy không phải huấn luyện mà là đầy đọa, chỉ sợ xảy ra chuyện biến loạn. Thế nhưng những hán tử trông đã dũng mãnh như hổ đó khi ở trước mặt Viên Mẫn lại ngoan ngoãn như con mèo. Tận lúc ấy Lỗ Văn Viễn mới thực sự tin, Viên Mẫn tới Triều Châu không mấy liên quan tới ông ta, mà là để luyện binh. Buổi sáng chạy trên bãi cát 1 canh giờ, tiếp đó là huấn luyện đao thương 1 canh giờ, ăn trưa xong lại huấn luyện hỏa thương 1 canh giờ cùng huấn luyện ném cục sát. Đến tối bọn họ phải học nhồi thuốc súng, lắp đạn, lắp dây, cháy trong tối. Cứ như thế lặp đi lặp lại, nhất là người có sức khỏe còn luyện tập bắn pháo, làm mỗi khi nghe thấy tiếng pháo là Lỗ Văn Viên lại dùng mình. Thế là mất 5 lượng bạc rồi. Kỳ thực có một chuyện mà tới giờ Lỗ Văn Viễn vẫn chưa rõ, dựa theo tính toán của ông ta chỉ cung cấp cho Viên Mẫn 5 vạn lượng bạc. Đáng lẽ tới giờ phải tiêu hết rồi, vậy mà Viên Mẫn vẫn có tiền phát cho đám tuần đinh bị gió biển thổi cho đen kịt. Cho tới khi đầu tên tặc Lưu Hà cùng 200 bộ hạ của hắn hoành hành ở đầm Thanh Long bị phú thương Lưu Kim Long mua với giá 2 vạn lượng bạc, Lỗ Văn Viễn mới hiểu Viên Mẫn lấy đâu ra tiền. Trong mưa gió Hàn Lăng Sơn kết thúc buổi tập chạy, tới dưới làn cỏ để Lưu Bà Tích lau nước mưa trên người. Bụng Lưu Bà Tích vẫn chưa thay đổi gì, người lại càng thêm quyến rũ,
đôi mắt cầu hôn lúc nào cũng long lanh nước làm người ta động lòng. Tiếp nhận hầu hạ của nữ nhân này là khác biệt duy nhất của Hàn Lăng Sơn và đám bộ hạ. Cơn bão hoành hành 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì bão dừng, nhưng bãi biển thì tan hoang. Rất nhiều người sống ở bên bờ biển đã bắt đầu ra biển, bão không chỉ mang tới mưa gió mà còn mang tới vụ đánh bắt cá hiếm có. Hàn Lăng Sơn cho phép bộ hạ của mình nghỉ 2 ngày, hắn đi ra biển, dẫm lên sóng biển vẫn cuồn cuộn, mắt dõi về phía biển khơi phương xa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy biển, Hàn Lăng Sơn đã thích rồi, đối diện với sóng biếc muôn trượng, không kìm được nói, nếu có thể hóa thành cá lớn bơi trên sóng thì tốt biết bao. Lưu Bà Tích theo sau 2 bước nói, chàng là anh hùng hảo hán, không cần biến thành cá cũng có thể đạp sóng cưỡi gió. Hàn Lăng Sơn quay đầu lại, ta khả năng là không thể cưới nàng được. Lưu Bà Tích cúi đầu, thiếp mang tấm thân tàn hoa bại liễu được hầu hạ chàng nhất thời đã là may rồi, nào dám mong tới cưới gả. Không phải ta chê nàng có 2 đứa con, mà là... Hàn Lăng Sơn nói tới đó khựng lại, liên tục lắc đầu không nói nữa, Lưu Bà Tích không hề để ý, nắm lấy tay hắn, gia thế của chàng nhất định không nhỏ. Người như thiếp thân sao có thể vào được đại trạch môn, cũng không dám hy vọng xa vời được chàng sủng ái, chỉ mong lúc nào chàng rảnh rỗi tới thăm thiếp là được. Như vậy cũng không tệ, 2 ngày nữa sẽ có người đón mẹ con nàng rời Triều Châu, tới một nơi mới an cư, mặc dù ta sẽ bị đám huynh đệ chế nhạo, nhưng không sao cả. Đứa lớn sẽ vào nơi ta từng cầu học, nàng nuôi đứa nhỏ, vài 3 năm nữa nó cũng nên đi học rồi. Hàn Lăng Sơn ngừng một lúc lại nói thêm, ở đó ta có một tiểu viện tử, 100 mẫu ruộng tốt, cơm áo không cần lo. Ta đã gửi thư về đó rồi, bổng lộc của ta sẽ giao cho nàng, mấy năm qua ta tích góp được không ít, đủ cho mẹ con nàng sống. Lưu Bà Tích quỳ xuống khóc, thiếp thân sẽ giữ chặt cửa, không dám nói với ai về chàng. Chuyện này thì không, sao, nếu không phải bây giờ ta còn có việc quan trọng, nàng nói là phòng ngoài của ta cũng được, nàng đi thu dọn đi. Vàng bạc trong hành trang của ta nàng cứ thoải mái lấy mà dùng. Hàn Lăng Sơn an bài xong men theo bờ biển đi về phía trước, thi thoảng nhặt ít cá tôm ném vào giỏ cá, nhìn qua không khác gì ngư phu bình thường. Lưu Bà Tích hoan hỉ tới nhảy cẫng lên, nàng cho rằng nam nhân này sẽ chỉ cho nàng một ít tiền rồi đuổi mẹ con nàng đi, vạn vạn lần không ngờ lại an bài mẹ con nàng ở đất phong. Điều này vượt quá mọi kỳ vọng của nàng. Mặc dù cửu thúc nói trong Cẩm Y vệ chẳng có ai tốt đẹp hết, nhưng Lưu Bà Tích nguyện tin vào nam nhân tướng mạo không ra sao này, nàng tin bằng cả mạng sống của mình. Trong lòng Lưu Bà Tích, nam nhân như mãnh hổ này không thèm làm những chuyện tổn thương nàng hoặc hại nàng, vì hoàn toàn không cần thiết. Lại thêm 2 ngày nữa, 3 chiếc thuyền phúc kiến cỡ lớn cập bến. Không trang bị hỏa pháo, vẻn vẹn là thương thuyền bình thường mà thôi, người đưa thuyền tới vẫn là Tiền Hằng mặt trắng không râu, lần này sắc mặt hắn vô cùng nghiêm nghị, không giống sự khôi hài ngày trước. Hết cách rồi, không có chiến hạm, chỉ đành thế này thôi, bọn ta liên hệ với Trịnh Chi Báo muốn 3 chiến hạm, Trịnh Chi Báo nói không có, hỏa pháo không có, thủy thủ cũng không có. Đoán chừng Trịnh Chi Long đã sợ Hàn Tú Phân rồi. Mặc dù ta không biết vì sao ngươi chỉ cần 3 chiếc thuyền phúc kiến, lực lượng này đối diện với con cá mập như Trịnh Chi Long thì hoàn toàn không đủ, ngươi phải cẩn thận. Ta muốn toàn bộ báo cáo của Hàn Tú Phân liên quan tới Hồng Mao. Hàn Lăng Sơn đưa ra yêu cầu, ngươi cần thứ này làm gì, hiện nó vẫn là bảo mật, ta có thể giúp ngươi xin bí thư giám, song phê duyệt hay không chưa chắc. Tiền Hằng khó xử, Hàn Lăng Sơn thở dài, đó là hậu quả đám ngu ngốc các ngươi khi ở thư viện không chịu học cho tử tế. Ngươi xem không hiểu văn thư bảo mật của Hàn Tú Phân, ngươi nghĩ ta cũng không hiểu chắc. Tiền Hằng làu bầu, khi đó làm sao ta biết văn tự nòng nọc đó quan trọng như thế. Nói chuyện với bọn ngốc nhiều thì bản thân cũng ngốc theo, đáng lẽ khi gặp bọn ngốc, với tính cách Hàn Lăng Sơn hắn thích im lặng, sau đó dùng ánh mắt nói với kẻ đó một sự thực, ngươi là thằng ngốc. Nhưng mà Tiền Hằng ở trước mặt hắn rất ngoan ngoãn, cho nên Hàn Lăng Sơn phải để ý một chút, phải chuẩn bị, Triều Đình Chiêu An Trịnh Chi Long có liên quan lớn tới Tào Hóa Thuần đấy. Hả, Chiêu An? Năm xưa tên hải tặc Uông Trực bị Hồ Tôn Hiến Chiêu An rồi chém chết. Chẳng lẽ còn chưa đủ làm bài học sâu sắc à? Ta thấy Trịnh Chi Long thông minh hơn Uông Trực 3 phần, không có kênh liên lạc trực tiếp với Hoàng đế, ngươi cho rằng hắn sẽ đầu hàng sao? Năm xưa người Chiêu An Trịnh Chi Long là Hùng Văn Sán, mà Hùng Văn Sán thuộc nhóm người đầu tiên được Tào Hóa Thuần minh oan khi xử lý án oan của Ngụy Trung Hiền. Chuyện này Chu Quốc Bình viết rất rõ ràng trong bản thống kê công tác ở Kinh Thành,
ngươi làm việc mà không xem tin tức này à? Tiền Hằng chưa xem thật, song cố biện bác, ngươi chỉ hoài nghi thôi. Cút bà ngươi đi, ngươi đợi xem, lão tử mà hoài nghi ai thì ắt là có chuyện đó, ngươi nghĩ không có hoàng đế đồng ý, Trịnh Chi Long lại có thể thông thương tới tận các vùng Nam Dương à? Ngươi cho rằng hắn bằng vào cái gì có quân lực lên tới vạn người, phát triển tới mức có hơn 3.000 chiến thuyền lớn nhỏ. Hàn Lăng Sơn cứ hỏi một câu là bước về phía trước một bước, ép Tiền Hằng lui liên tục, tới khi dựa vào mạn thuyền, đưa nữ nhân của ta tới Ngọc Sơn. Đứa bé thì vào thư viện học, đứa nhỏ và đứa trong bụng thì bố trí ở thư lâu của ta, đợi nhà trên đất đai của ta xây xong thì đưa mẹ con nàng tới đó. Nếu người khác hỏi, thì ngươi biết phải làm sao chứ? Tiền Hằng mồ hôi đầm đìa gật đầu liên hồ, nếu sự thực như lời Hàn Lăng Sơn nói. Trịnh Chi Long có dính líu tới Tào Hóa Thuần thì công tác của hắn có sơ suất lớn, tức là hắn nợ Hàn Lăng Sơn một món nợ lớn. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 593, Lời Cảnh Báo Cho Thế Gian, 1. Ngày hôm đó trời quang, gió thuận, rất thích hợp xuất hành. Quên chuyện này đi, đồng thời quên ta đi. Hàn Lăng Sơn trước khi lên thuyền có chút không đành lòng cảnh cáo Lỗ Văn Viễn một tiếng, thiên hộ vì sao nói lời ấy. Lỗ Văn Viễn cả kinh, lời này không lành. Hàn Lăng Sơn thở dài, quốc sự nhiễu nhương, ta ngài chẳng qua chỉ là một quân cờ trên bàn cờ thôi. Sinh tử tồn vong rốt cuộc không cách nào tự chủ được, phủ tôn là quan thanh liêm, quản lý Triều Châu cho tốt, giữ gìn mảnh đất báu này cho Đại Minh. Lỗ Văn Viễn nghe lời như chăn trối ấy càng sợ, thiên hộ muốn đi đâu? Hàn Lăng Sơn ngước mắt nhìn trời, ta đi chết. Vì Đại Minh sao? Đúng thế, vì Đại Minh. Lỗ Văn Viễn quỳ xuống vái dài, người thiên hạ có lẽ không nhớ thiên hộ, nhưng Lỗ Văn Viễn sẽ ghi nhớ, nếu thiên hộ không quay về, mỗi ngày này hàng năm không quên cúng tế thiên hộ. Nói tới lời cuối nước mắt chảy dài, thuyền đã lên đường. Lỗ Văn Viễn vẫn đứng trên bờ nhìn theo hồi lâu không chịu đi, ông ta biết, hán tử như vậy ở Đại Minh không còn nhiều nữa. Năm Sùng Trinh thứ 8, Trịnh Chi Long lấy danh nghĩa thủy sư đề đốc Đại Minh thảo phạt hải tặc Lưu Hương, Trịnh Chi Hổ đi theo. Trịnh Chi Hổ dũng mãnh vô song, gần như giết sạch thủ hạ của Lưu Hương, nhưng sơ ý chúng phục kích, bị lưới cá quấn lấy ném xuống biển chết đuối. Trịnh Chi Long đau đớn vạn phần, khóc tới ngất xỉu, sau đó đánh bại Lưu Hương, khiến Lưu Hương tự sát. Vì chuyện xảy ra ở gần bãi Hổ Môn, mọi người liền truyền nhau địa danh khắc mệnh, ví như nói Phường Sổ chết ở Gò Lạc Phượng, Văn Thái Sư chết ở Tuyệt Long Lĩnh. Có kẻ nịnh nọt xây tòa miếu Trịnh Chi Hổ ở Hổ Môn, nghe nói linh nghiệm lắm. Không linh nghiệm không được. Trịnh Chi Long và Trịnh Chi Hổ tuổi thiếu niên bị phụ thân đuổi khỏi gia môn, hai huynh đệ nương tựa vào nhau, cùng nhau tạo dựng lên giang sơn rộng lớn. Bây giờ đệ đệ đáng tin cậy nhất chết rồi, ngay cả một đứa con cũng không để lại, ngươi bảo Trịnh Chi Long sao không tính toán một chút chuyện âm ti cho đệ đệ. Người tới miếu Trịnh Chi Hổ cầu tài, trong 100 người có một người cùng đường, đột nhiên nhặt được một đĩnh bạc. Người tới kêu oán quá thê thảm, ngủ một giấc tỉnh dậy thì kẻ thù chết cả rồi. Từ đó cái miếu này hương khói không dứt. Sau khi Trịnh Chi Hổ chết, ngũ đệ của Trịnh Chi Long là Trịnh Chi Báo mới bước lên thuyền hải tặc. Nói ra trong ba huynh đệ Long Hổ Báo của Trịnh Thị, duy nhất có Trịnh Chi Báo học vấn cao nhất, vì hắn là đồng song danh nghĩa của Vân Chiêu, cùng là giám sinh quốc tử giám Nam Kinh. Vân Chiêu tiếng là giám sinh mà thậm chí chưa bao giờ tới Nam Kinh, tương tự cả đời Trịnh Chi Báo chưa thấy cái cổng quốc tử giám trông nó như thế nào. Bởi thế mà Vân Chiêu và Trịnh Chi Báo vừa gặp nhau đã thành tri kỷ. Vân Chiêu sẽ không bao giờ thành tri kỷ của Trịnh Chi Hổ, vì nếu y giết Trịnh Chi Long, Trịnh Chi Hổ sẽ dốc toàn lực giúp ca ca báo thù, hơn nữa phải có một bên chết mới thôi. Còn Trịnh Chi Báo thì khác, mọi người cùng là người đọc sách, lại là đồng song, có chuyện gì mà không thể thương lượng với nhau chứ. Trên thế gian này hai chữ thương lượng là hữu dụng nhất. Huynh đệ sinh tử vì thương lượng mà trở mặt thành thù, kẻ thù sinh tử vì hai chữ thương lượng mà thành huynh đệ, thực sự là vô cùng thần kỳ. Vân Chiêu không hạ lệnh gì cho Hàn Lăng Sơn, chỉ gửi cho hắn một câu, Trịnh Chi Báo muốn làm lão đại lâu lắm rồi. Huynh đệ Trịnh Chi Long, Trịnh Chi Hổ khai sáng cơ nghiệp Trịnh Thị, nếu như đôi long trí hổ dũng này còn, cho Trịnh Chi Báo một cái gan rồng thì hắn cũng không dám sinh ra tâm tư không nên. Nhưng ai bảo lão nhị chết rồi. Sau khi Trịnh Chi Báo thành lão nhị liền phát hiện ra vị trí này vô cùng không tốt, khi tác chiến phải là người lên đầu tiên,
khi bỏ chạy thì phải ở lại cuối cùng, như thế thì mọi người mới yên tâm. Nhưng mà làm lão nhị quá thảm, tỷ lệ tử vong quá cao, cho nên Trịnh Chi Báo muốn làm lão đại, sau đó kiếm một tên ngu xuẩn xui xẻo làm lão nhị. Trịnh Sâm nhi tử của đại ca rất thích hợp. Thực tế Trịnh Chi Báo chưa bao giờ nói ra hoặc là thể hiện ra mình có ý nghĩ giết đại ca, có điều sau khi Vân Chiêu nghe yêu cầu của Trịnh Chi Báo với huyện Lam Điền, trong mắt y thì tên này thiếu điều tóm cổ áo y hỏi, vì sao còn chưa giết đại ca y? Trịnh Chi Long mỗi năm tới tháng 10 đều mang hai chiếc thuyền rời Trương Châu, tới bãi biển Hổ Môn thăm Trịnh Chi Hổ, khi đó bên cạnh Trịnh Chi Long chỉ có đội ngũ hộ vệ 500 người. Những lời này khi Trịnh Chi Báo uống rượu với Vân Chiêu thâm tình kể ra, khi đó hắn ngà say, vô cùng nhung nhớ nhị ca mình, hận không thể lập tức rời Ngọc Sơn, tới Hổ Môn cúng tế hai vị ca ca. À không, một vị ca ca của mình, còn nói nếu không bị vướng víu công vụ, hắn nhất định đi ngay. Nếu ai có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện ấy, người đó là hảo huynh đệ của hắn. Mặc dù làm huynh đệ Trịnh Chi Báo rất dễ bị hắn đem tế, nhưng Vân Chiêu không sợ, người y muốn tế nhiều lắm, nếu cần, đồng song hờ Trịnh Chi Báo cũng phải không thể đem tế. Vì thế Vân Chiêu nâng chén với hảo huynh đệ Trịnh Chi Báo, còn nói huynh đệ thiên hạ là người một nhà, nguyện vọng của huynh đệ là nguyện vọng của y, chỉ cần huynh đệ vui thì y cũng vui. Hàn Lăng Sơn rời Triều Châu đi Hổ Môn chính là để huynh đệ của huyện Tôn vui vẻ hơn nữa. Hải tặc đoàn kết sẽ vô cùng bất lợi cho huyện Lam Điền phát triển hải quân, chúng phải nghi kỵ nhau. Tự lập thành các thế lực mới thuận tiện cho Hàn Tú phân nuốt từng đám một, cuối cùng biến hết hải tặc thành tân hải quân, điều này rõ ràng là có lợi nhất cho Đại Minh. Như thế mậu dịch trên biển sẽ càng thêm phồn vinh, huyện Lam Điền xuất nhập khẩu vật tư càng thêm thuận lợi vì rất nhiều thứ không thể tìm thấy ở Quan Trung. Nếu chỉ phục vụ cho cuộc sống, vật tự hiện có của Quan Trung vậy là đủ, nhưng muốn phát triển công nghiệp, khoa học, rất nhiều thứ không thể thiếu, như cao su, lưu huỳnh. Vân Chiêu xem văn thư Hàn Lăng Sơn gửi về mà thầm thở dài, tên này làm việc luôn rất phí người, lần này số nhân thủ hắn chiêu mộ ở Triều Châu không biết mấy người còn sống. Tập kích loại người cả đời làm hải tặc như Trịnh Chi Long đâu có dễ, 500 tên thủ hạ của hắn hẳn phải cực kỳ cường hãn, càng không nói ở phụ cận Hổ Môn có không ít bộ hạ của hắn. Vì thế theo ý của Hàn Lăng Sơn, hắn tổ chức một cuộc tập kích kinh điển, tập trung toàn bộ binh lực đưa vào tác chiến ngay lập tức, tranh thủ lúc mới đầu va chạm tạo thành tình thế lực lượng giao cắt nhau. Sau đó hắn sẽ dẫn những người tinh nhuệ nhất đột phá, chém đầu Trịnh Chi Long rồi nhanh chóng lên thuyền rời đi. Đương nhiên đó là trường hợp xấu nhất, phải hủy miếu Trịnh Chi Hổ trước mới thực thi. Vì thế hắn chuẩn bị 1.000 cân thuốc nổ. Loại văn thư này Dương Hùng đương nhiên chưa có tư cách nhìn thấy, văn thư do Tiền Thiểu Thiểu đưa tới, chính hắn cũng không biết toàn bộ nội dung. Mai là tiết trùng dương, ta hứa cấp cho Ninh Hạ 26 vạn đồng bạc, tới nay chỉ có một nửa, ngươi có thể kiếm được nửa còn lại trước ngày 21 không? Vân Chiêu rất bất mãn với tiến độ công tác của Tiền Thiểu Thiểu. Chương 594, lời cảnh báo cho thế gian, 2. Tiền Thiểu Thiểu nhắc tới chuyện tiền bạc này thì càng bực tức hơn, Phúc Vương còn keo kiệt hơn của tỷ phu của hắn, quan binh trong thành Lạc Dương rất gắng sức. Cho tới nay Lý Hồng Cơ vẫn chưa thể phá thành, song hỏa khí trong thành có hạn, đợi bọn họ dùng hết rồi, ty chức không tin Phúc Vương không mua thuốc súng và đạn pháo của chúng ta. Vân Chiêu phất tay, ta không muốn tăng độ khó cho Lý Hồng Cơ, vì thế không bàn thuốc súng đạn pháo cho họ. Chỉ là cách nói thôi, đợi ty chức lấy được tiền tất nhiên là sẽ không giao hàng, có giao thì cũng chỉ giao Lý Hồng Cơ, tối đa là để sứ giả Phúc Vương lúc giao tiền nhìn thấy hàng. Lý Hồng Cơ chiếm lĩnh được Lạc Dương đồng nghĩa với liên hệ giữa huyện Lam Điền và triều đình sẽ bị cắt đứt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc huyện Lam Điền có thể làm rất nhiều việc. Đương nhiên huyện Lam Điền làm gì thì triều đình cũng không cản được, nhưng thanh danh vẫn phải giữ gìn. Nếu không sẽ mất lòng những người vốn có thiện ý với huyện Lam Điền và phe trung lập đang giữ thái độ quan sát, sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác sau này. Chỉ là Tiền Thiểu Thiểu không hiểu, đợi Lạc Dương bị phá thành, người của chúng ta an bài ở trong Phúc Vương Phủ sẽ thừa cơ vận chuyển tiền tài của Phúc Vương đi là được, vì sao cần ty chức đi lừa tiền? Vân Chiêu lạnh giọng, ngươi đang dạy ta cách làm việc đấy à? Tiền Thiểu Thiểu vội vàng nói, được, được, ty chức không hỏi nữa, ty chức đi Lạc Dương ngay đây. Lạc Dương đang lúc binh hoang mã loạn, ngươi còn tới đó làm gì? Thì Phúc Vương không thấy ty chức, ông ta không chịu bỏ tiền. Đó là vì ngươi chưa gây sức ép với Phúc Vương chưa đủ mà thôi,
nói với Phúc Vương không phải dùng toàn bộ tiền của mình. Ông ta mua thuốc súng và đạn pháo là vì toàn bộ người trong thành Lạc Dương mà chỉ cần đứng ra để thu tiền nhà phú quý là đủ rồi. Vân Chiêu nói rất hời hợt, vừa nói vừa tiếp tục xem văn thư, như đây là chuyện bình thường, Tiền Thiểu Thiểu dùng mình. Giờ hắn hiểu vì sao Vân Chiêu nhất định muốn lừa tiền rồi, không phải y muốn tiền của Phúc Vương, mà tiền của nhà phú quý kia. Với bản tính keo kiệt của Phúc Vương, nếu có cách để không phải mất tiền, ắt không chịu bỏ một xu nào, khi đó toàn bộ tiền tài sẽ lấy từ đám quyền quý. Khi giao tiền không có hàng, lúc đó Phúc Vương mới là người chịu tội. Quả nhiên là áp lực đủ lớn. Tiền Thiểu Thiểu len lén nhìn vị tỷ phu ngày một uy nghiêm, thậm chí còn không dám tiếp tục suy đoán ý đồ của y nữa. Trương Quốc Oánh lần trước vì tùy tiện suy đoán thượng ý đã bị trừng phạt nho nhỏ, đó là lời cảnh báo cho tất cả mọi người. Cho cả cái Đại Minh này, một vị hoàng đế thực sự đã xuất hiện rồi. Bản đồ Đại Minh cũng đã có thay đổi rất lớn. Đế quốc già nua thống trị mảnh đất này tới hơn 280 năm cuối cùng đã mệt mỏi. Bất kể là mặt trời mọc ở phương Đông hay phương Tây nơi mặt trời lặn, hoặc phương Bắc tuyết rơi, phương Nam bốn mùa như xuân, Tử Cấm Thành ngày xưa uy nghiêm không thể xâm phạm đã không còn sức ức thúc với họ nữa. Chiến tranh, phản loạn, bệnh tật, thiên tai, bần cùng đã trở thành màu sắc chủ đạo của mảnh đất này. Tịch dương chiếu lên đất đai vương triều Hồng Lồ, khiến mọi thứ nhuốm một màu máu. Tiền Thiểu Thiểu ngồi trên cái cổ thụ cao tới tận mây, vừa ăn đỗ, tương vừa nhìn thành Lạc Dương cuồn cuộn khói. Thành phá rồi. Lý Hồng Cơ dùng 10 vạn lượng hoàng kim mua lấy 10 vạn cân thuốc pháo và 2.000 quả đạn pháo vốn chuẩn bị cho Phúc Vương. Hắn lấy thi thể lấp đầy sông Hộ Thành, dùng thuốc nổ phá tường thành Lạc Dương kiên cố, rồi xua binh mã đông như kiến trào vào hơi 10 lỗ hổng trên tường thành. Ngồi cùng với Tiền Thiểu Thiểu nhìn ngày tàn của Lạc Dương trên cây cổ thụ còn có sứ giả của Phúc Vương. Sứ giả ngây ra nhìn tặc binh tràn vào thành, nước mắt chảy thành sông, thê nhi già trẻ của ta đều ở trong thành. Tiền Thiểu Thiểu ném hạt đỗ tương vào miệng nhai rôm rốp, giọng nói vô cùng bình thản, vậy mà ngươi còn cò kè mặc cả với ta từng xu, lãng phí nguyên một ngày trời. Ngươi xem, các ngươi không chịu bỏ tiền, nhưng Lý Hồng Cơ thì có, 10 vạn lượng hoàng kim giao ngay không chớp mắt, giao tiền liền có hàng. Những tiếng nổ vừa rồi ngươi nghe thấy chứ, vang không, đều là hàng chất lượng đấy, hàng của huyện Lam Điền đắt là có lý do của nó. Sứ giả bi phẫn chỉ mặt Tiền Thiểu Thiểu quát, sao các ngươi lại có thể bán cho tặc khấu? Tiền Thiểu Thiểu ngạc nhiên, ý, các ngươi chẳng phải mở mồm ra là gọi người huyện Lam Điền ta là tặc khấu à? Chính đám tặc khấu bọn ta mấy phen cứu trợ Lạc Dương, vương gia các ngươi lại coi bọn ta là đồ ngốc. Để ta nhắc cho ngươi nhớ, lần trước huyện Tôn ta dẫn quân ra chắn đường Phục Ngưu Sơn, không cho tặc khấu tới Lạc Dương, khiến Lý Hồng Cơ cuối cùng lui binh. Vậy mà vẻn vẹn 2 vạn lượng hoàng kim làm tiền đáp tạ mà vương gia ngươi không chịu trả. Sau đó vương gia ngươi nói gì nhỉ? Lý Hồng Cơ rút lui vì thấy không thể hạ được Lạc Dương, chẳng liên quan gì tới đám tặc khấu huyện Lam Điền. Sứ giả nổi giận, đúng là bản chất khó sửa, các ngươi mãi mãi chỉ là một lũ. Phiền. Tiền Thiểu Thiểu đẩy một phát, tên sứ giả chới với ngã khỏi cành cây cao 7-8 trượng, kêu thảm tới khi chạm đất rồi yên tĩnh. Cùng lúc đó hắc y nhân mà hắn dẫn theo cũng nhân lúc thành phá đồ sát hộ vệ Phúc Vương Phủ. Thực tế không tốn quá nhiều thời gian, khi Tiền Thiểu Thiểu tụt từ trên cây xuống thì hơn 50 tên hộ vệ đã chết sạch. Bản lĩnh của đám hộ vệ này cũng ghê gớm, đáng tiếc chúng chẳng có đấu trí mà chỉ muốn đầu hàng nên chết rất nhanh. Thế là 16 cái xe ngựa liền trở thành của Tiền Thiểu Thiểu. Hắn sai người phá một cái dương, nhìn ánh vàng rực rỡ bên trong liền thở phào. Thế là hắn hoàn thành mệnh lệnh của tỷ phu rồi, thậm chí là còn có dư. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi ngoại thành Lạc Dương, Tiền Thiểu Thiểu không đi, tới tận khi một người trẻ tuổi mặt đầy bụi đất cưỡi ngựa tới hắn mới ngồi dậy ném cho người đó bầu nước. Tiền Thiểu Thiểu nhìn đội xe ngựa kéo dài đang đi tới, vẫn có kẻ tiếc tiền à. Người trẻ tuổi nhún vai, hết cách, khi thành phá Lý Hồng Cơ tuyên bố, chỉ hỏi tội quan phủ, không cướp của dân, không giết bách tính, còn nói cái gì mà. Giết một người như giết cha hắn, gian dâm một người như gian dâm mẹ hắn. Nhiều người cho rằng Lý Hồng Cơ thân là đại vương, hẳn nói lời giữ lời, cho nên không chịu đến quan trung. Thế thì chịu. Tiền Thiểu Thiểu nhún vai, đây là thỏa thuận của huyện Lam Điền với Lý Hồng Cơ. Khi thành phá, họ sẽ mở cửa tây một canh giờ để bọn họ đưa người và tài vật khỏi thành. Ngươi nên chọc giận Hắc Hiêu Kỳ, nếu hắn cướp hàng hóa của chúng ta thì tốt nhất. Không ổn,
bộ hạ của Lý Hồng Cơ thái độ rất bất thiện với chúng ta, có thể nhìn ra. Hắc Diêu Kỳ phải cố nén lửa giận mới cho chúng ta một canh giờ, nếu chọc giận hắn, hắn bất chấp rồi thì rốt cuộc chúng ta sẽ thiệt thòi. Vậy thì đi thôi, mau chóng nhập hội với Vân Dương, nếu Lý Hồng Cơ phát hiện chúng ta đã dọn gần trống kho của Phúc Vương thì hắn đuổi theo đấy. Người trẻ tuổi gật đầu, lần này tiền tài thực sự quá nhiều, hắn cũng rất lo. Tiền Thiểu Thiểu đánh ngựa đi sau đội ngũ, tiếng khóc phía trước không dứt, hắn hết sức khó chịu, chẳng biết đám người này nghĩ cái gì, so với đám phú hộ trong thành, bọn họ giờ đã là thiên đường. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 595, không có gì để nói thì nói gì cũng là thừa thãi. Người nghèo không sợ Lý Hồng Cơ, thậm chí còn có một số hoan nghênh. Người giàu thì sợ chết khiếp, bọn họ biết, chỉ cần Lý Hồng Cơ tới, thiên hạ này sẽ thành thiên hạ của người nghèo. Còn sợ hơn cả người giàu là quan viên rồi, nhưng bọn họ luôn là người có tin tức sớm nhất, quyết đoán nhanh nhất. Khi Lý Hồng Cơ còn chưa tới quan trung thì đã có rất nhiều quan viên dẫn gia quyến bỏ chạy rồi. Người quan trung không hoan nghênh bọn họ, trừ khi quê quán người đó ở quan trung, còn phải được lý trưởng ở quê chấp nhận bọn họ. Những người này tới quan trung mà muốn tiếp tục làm quan là không thể. Chính vì những nguyên nhân đó mà những người này không muốn tới quan trung, dù sao người làm quan ít nhiều có quan hệ, rời khỏi Lạc Dương, chỉ cần chịu bỏ tiền, tới nơi khác làm quan địa phương vẫn được. Còn phú hộ tới quan trung thì đại đa số là người bản địa Lạc Dương. Bọn họ mấy đời tạo căn cơ trong thành nên mới giàu có như bây giờ, rời khỏi Lạc Dương tức là bọn họ chủ động vứt bỏ nửa cơ nghiệp. Khi Vân Dương gặp được Tiền Thiểu Thiểu, hắn hớn hở như con khỉ lớn, ôm lấy cả Dương Tiền giọng thâm tình, nhiều tiền quá, nhiều tiền quá. Tiền Thiểu Thiểu nói nhỏ, có muốn giữ lại một ít không? Vân Dương đang định mở mồm nói được thì mông hình như đau đau, nghĩ tới bộ mặt âm trầm của cha mình, Tiêu Nghỉu lắc đầu, không được, không thể lấy, ngươi đang hại ta. Tiền Thiểu Thiểu mở Dương để ánh vàng tỏa khắp nơi, ta không nói đâu. Vân Dương nhìn quanh, lấy hết nghị lực lắc đầu, ngươi không nói nhưng có người khác nói. Tiền Thiểu Thiểu đóng nắp dầm một cái, biết kiềm chế là tốt, sau này ngươi cẩn thận, đừng thấy tiền là sáng mắt, giờ thì tộc trưởng đổi người rồi, không phải chuyện thầm thầm ngươi đánh ngươi một trận đâu, sau này ngươi phải đối diện với giải trại. Ngươi đã biết thế sao còn dụ dỗ ta? Tại ta thấy ngươi thèm tiền như thế nên mới phối hợp một chút, dù sao tiền tài nhiều thế này mà chỉ có thể nhìn, không thể dụng vào, ta cũng ngứa ngáy lắm chứ nên kiếm người ngứa ngáy cùng. Khi hai người đang nói chuyện thì có bụi mù xuất hiện phía chân trời. Đám phú hộ vừa nghỉ chân một chút thấy cảnh đó la bải hoải, kẻ nào kẻ nấy nhảy vội lên xe chạy, tiếng kêu cha gọi mẹ ầm ĩ. Vân Dương nổi giận giơ tay lên, tiếng tù và vang vọng, từng đội kỵ binh từ trong hẻm núi, trên đồi xuất hiện, dàn hàng ngang trên bình nguyên đợi địch. Uỳnh, quả cầu sắt đen xì trên đồi bắn ra, khi rơi xuống không nổ mà xuất hiện làn khói vàng. Hơn 10 đội kỵ binh cũng tự dàn hàng ngang, rời đại đội 100 bước, ngồi trên ngựa bắn cung. Tên bay vun vút vẽ đường cong trên không trung, cuối cùng rơi xuống chỗ dự định, đó là lời cảnh báo, dám vượt qua chỗ đó là chết. Bụi đất ở phía trước tan dần, một kỵ binh rời hàng, cuối cùng dừng bên quả đạn pháo vẫn bốc khói vàng, đợi tướng lĩnh phía đối diện tới nói chuyện. Trong quân Lam Điền sẽ không có chủ tướng ngu ngốc tới mức ra trước quân trận đàm thoại, Vân Dương tất nhiên không ra, tên ngốc phía trước thích làm bia tập bắn, hắn thì không. Đàm thoại trước trận xưa nay là chuyện của phó tướng của Vân Dương đang ở Đồng Quan. Cho nên Tiền Thiểu Thiểu xung phong thúc ngựa đi lên phía trước, nhìn cái mặt dài thượt của Lưu Tông Mẫn, Tiền Thiểu Thiểu mỉm cười. Lưu Tông Mẫn trầm giọng nói, ta khổ chiến 21 ngày, mất vô số huynh đệ, huyện Lam Điền các ngươi không tốn một binh một tốt đã lấy đi nửa kho tàng của Phúc Vương, tưởng cứ vậy là xong sao. Huyện Lam Điền bọn ta mưu tính kho tàng Phúc Vương không chỉ ngày một ngày hai, khi sắp thành công thì Sấm Vương kéo quân tới phá, đó là các ngươi bất nghĩa trước. Đừng ức hiếp người thái quá. Tiền Thiểu Thiểu cười nhạt, hay là để ta quay về, cho ngươi và tướng quân Vân Dương đánh một trận. Lưu Tông Mẫn nhìn khinh kỵ đối phương đã dàn trận chờ đợi, trên đồi còn có hàng pháo chĩa nòng đen ngòm về phía mình, hắn không dám chắc phần thắng. Chúng ta vốn là người một nhà, ta muốn hỏi đại đương gia các ngươi vì sao bội tín bội nghĩa, không cùng bọn ta lật nhào cẩu hoàng đế, lại đi làm chó săn cho hắn. Tiền Thiểu Thiểu học Vân Chiêu lạnh giọng nói, ngươi đang dạy ta cách làm việc à?
nay Sấm Vương đã lấy Lạc Dương, Bát Đại Vương lấy Vũ Xương chỉ còn là chuyện sớm chiều. Nếu huyện Lam Điền ngươi từ Sơn Tây đánh thẳng Hà Bắc, ba nhà hội sư ở Kinh Thành, đại cục thiên hạ sẽ được quyết định. Vậy tức là nếu đánh xong Kinh Sư, Sấm Vương và Bát Đại Vương sẽ tôn huyện tôn nhà ta lên làm hoàng đế chứ? Hoang đường! Lưu Tông Mẫn quát lớn, Sấm Vương nay có trăm vạn hùng binh, kỳ nhân dị sĩ dưới trướng nhiều vô số. Nếu các ngươi chịu xuất binh, Sấm Vương sẽ để huyện tôn ngươi chức thừa tướng. Đúng là vô tri cực điểm, Tiên Thiểu Thiểu tức tới bật cười, chỉ tay về phía Lưu Tông Mẫn, ngươi nghĩ tên thảo đầu vương nhà ngươi xứng để huyện tôn nhà ta gọi một tiếng hoàng thượng sao? Lưu Tông Mẫn, uổng cho ngươi là người Lam Điền, ta trở về sẽ bẩm báo huyện tôn, từ nay trở đi không cho ngươi xưng là người Lam Điền nữa. Thấy đối phương thực sự có chuẩn bị rồi, không phải lâm thời nảy ý cướp của Phúc Vương, Lưu Tông Mẫn chẳng muốn tốn nước bọt với Tiền Thiểu Thiểu, ném lại ánh mắt vô cùng âm độc, về đội ngũ bỏ đi. Khi không có để nói với nhau thì lời nói ra chỉ là thứ vô nghĩa. Cả hai bên đều chẳng tin một lời của nhau, bây giờ còn có thể bàn bạc gì chứ, bất kể đạt thành hiệp ước gì thì cũng là sách lược nhất thời thôi. Khi tảng đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống rồi, bất kể hành vi cản trở nào cũng uổng công vô ích, chỉ còn cách đợi nó lăn hết đà và vỡ nát mới được. Lời của Lý Hồng Cơ hay Vân Chiêu đều không đáng tin như nhau. Vân Chiêu hy vọng Lý Hồng Cơ tàn hại thiên hạ để y hưởng lợi trong quá trình đó, thế nên y chẳng thừa lời làm gì. Còn Lý Hồng Cơ muốn chiếm nhiều địa bàn hơn, cướp càng nhiều nhà giàu hơn, như thế thực lực của mình sớm muộn cũng vượt huyện Lam Điền. Nên hắn vô cùng tán thưởng hành vi án binh bất động ngu xuẩn của Vân Chiêu. Lạc Dương thất thủ, thiên hạ chấn kinh. Nhưng mà chuyện khiến triều Đại Minh chấn kinh mấy năm qua quá nhiều rồi, cho nên nói chấn kinh cũng chẳng chấn kinh. Phúc Vương đã chết, chết rất thảm. Với thân thể to béo của Phúc Vương mà còn dắt díu cả nhà chạy tới cái miếu đổ ngoài thành, thế là không dễ dàng gì rồi. Song chỉ một đêm là ông ta bị người ta phát hiện, đám tặc khấu nhanh chóng bắt ông ta. Phúc Vương quỳ lạy dưới chân Lý Hồng Cơ, mong hắn tha cho mình, nhưng cho dù lời ông ta có thành khẩn tới mấy cũng không lay chuyển được ý định giết người của Lý Hồng Cơ. Lý Hồng Cơ chỉ trích tội lỗi của Phúc Vương, sau đó sai Tả Hữu kéo ông ta đi, trước tiên đánh cho 40 gậy. Đánh tới Phúc Vương hồn phi phách tán, thần trí mơ hồ, vốn tưởng thế đã là cực hình, nhưng kết cục chờ đợi Phúc Vương không chỉ thế. Một đao chém xuống, đầu Phúc Vương rụng ngay, bị đem ra triển lãm ở nơi bắt mắt nhất cho mọi người tham quan. Phúc Vương khi còn sống là nam nhân cực béo, sau khi chết rồi hơn 300 cân thịt cũng không được bỏ qua, Lý Hồng Cơ đem máu thịt ông ta để lại chia binh sĩ ăn thử nâng cao sĩ khí. Máu thì hòa vào rượu, gọi là rượu Phúc Lộc, nghe nói uống vào sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Thi thể của Phúc Vương bị Lý Hồng Cơ sai cạo lông, rút móng, sau đó giết vài con hươu, đem thịt người và hươu nấu chung thành nhiều nồi lớn, bày tiệc gọi là tiệc Phúc Lộc. Chương 596, Hoàng hôn của Chư Vương, 1. Phúc Vương chết rồi, chẳng những chết vô thảm, chết không toàn thây còn thành thức ăn trong miệng người ta, chuyện này nghe rất tàn nhẫn, nhưng đem, so với chuyện Hoàng Sào làm thời Đường thì chẳng là gì, thậm chí còn không bằng hành vi thường nhật của rất nhiều nghĩa quân xưa nay. Ăn thịt người, uống máu người là chuyện rất nhiều khai quốc hoàng đế làm qua, chỉ là sau này kỵ húy mà không nói tới thôi. Nghe nói người ăn thịt người vì kích thích quá lớn mà trở nên điên cuồng, có lẽ đó là hiệu quả ăn thịt người phấn chấn lòng quân. Khi Lý Hồng Cơ ăn tiệc Phúc Lộc thì Vân Chiêu cũng đang ăn tiệc, bữa tiệc này do Đại Hồng Lưu Chu Tồn Cực mời. Vì đây là tiệc nhà cho nên chỉ mời một mình Vân Chiêu. Bàn rất lớn, cơ hồ toàn bộ món ngon ở Quan Trung đều có. Gần Vân Chiêu nhất có bát canh đậu hũ, trong canh có cái đầu người làm bằng đậu hũ, cái đầu này 8 phần giống Chu Tồn Cực. Canh do gà, chân giò và măng nấu thành, phủ lớp mỡ vàng nhạt, thơm ngào ngạt. Vân Chiêu chỉ ăn trượng trưng mỗi món một miếng, dù là như thế cũng khiến y no căng bụng. Chu Tồn Cực quỳ rạp dưới đất, sau lưng hắn là 127 người trong nhà. Ăn xong món cuối cùng, Vân Chiêu buông đũa thong thả nói, lão Chu, hai ta quen nhau chẳng phải ngày một ngày hai, ngươi thấy ta có phải là người nói lời lại nuốt lời không? Ta đối xử với người mình ra sao, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Từ khi ngươi không tự xưng Tần Vương, mà thành Đại Hồng Lưu của Lam Điền ta thì ta không còn quyền giết ngươi nữa, chỉ cần ngươi không phạm pháp, tới ngay cả giải trại cũng không làm gì được ngươi. Ngươi sở dĩ sợ hãi vì ngươi chưa coi mình là người huyện Lam Điền, mà vẫn coi mình là hoàng tộc,
món canh an hồn này ngươi tự ăn đi, để trấn an hồn phách của ngươi. Chu Tồn Cực dẫn cả nhà dập đầu liên hồi. Vân Chiêu bê bát canh lên, múc cái đầu người bằng đậu hũ ra bát khác đưa Chu Tồn Cực, sai hoàn quan của Tần Vương phủ cũ cũng chia canh cho mỗi người của Chu thị. Đại Hồng Lư, đừng lên đi, huyện Lam Điền ta không có cái nghi lễ quỳ bái, hôm nay để ngươi quỳ là lo ngươi sợ. Ăn hồn phách của ngươi đi, ăn xong thì đọc Lam Điền luật do giải trại soạn ra, trên đó có một luật, ăn thịt người, chết. Chu Tồn Cực vội vàng ăn hết đầu đậu hũ, ăn rất vội, những lời nãy giờ hắn có để vào tai hay không thì chẳng rõ. Vân Chiêu lại đi tới bên cạnh mẫu thân Chu Tồn Cực, ngữ khí hòa hoãn hơn nhiều, nói, mấy năm qua nhìn bá mẫu già đi nhanh chóng, ta biết vì sao, song không làm gì được, lòng áy náy. Từ hôm nay trở đi bá mẫu có thể yên tâm rồi, con cháu trong nhà muốn đi học thì lên thư viện Ngọc Sơn, muốn làm ăn thì đi làm ăn, cho dù là muốn học tài nghệ của Hy Tông cũng được. Nếu một ngày con cháu trong nhà bị giải trại xử tội cũng là vì hắn phạm pháp, không liên quan gì tới thân thế của hắn. Gia mẫu nay đã giao lại việc tộc trưởng, nên rảnh rỗi không có gì làm, bá mẫu có rảnh tới tìm gia mẫu bàn Phật Pháp, gia mẫu sẽ vui lắm. Vương Phi cũ chẳng hơn Vân Nương mấy tuổi nhưng già nua như bà lão 60, liền, tục gật đầu xong nước mắt chảy mãi. An ủi người Chu thị xong, Vân Chiêu rời khỏi phủ Đại Hồng Lư không còn rộng tới mấy trăm mẫu nữa. Vì mời được Vân Chiêu tới ăn bữa cơm này, Chu Tồn Cực hiến ra toàn bộ Tần Vương phủ và ao sen quy mô cực lớn. Cả nhà bọn họ vốn chuẩn bị theo Chu Tồn Cực chuyển ra sống ở Nhị Trùng Cung ngoài thành, nhưng Vân Chiêu ngăn cản, để lại Tồn Tâm Điện diện tích hơn trăm mẫu, có hơn trăm gian nhà để cả nhà lớn nhỏ Chu Tồn Cực ở. Về phần nơi khác thì xây tường ngăn cách dùng vào việc khác. Tiền Đa Đa vốn muốn chuyển tới Tần Vương phủ sống, bị Vân Chiêu mắng tối mặt, Dương Hùng kiến nghị Vân Chiêu tới Tần Vương phủ làm việc. Thiếu chút nữa bị Vân Chiêu dùng nghiên mực đập cho thêm vết sẹo hình vầng trăng nữa. Đợi khi toàn bộ quan viên huyện Lam Điền đều chuẩn bị dâng tấu mời Vân Chiêu vào Tần Vương phủ ở thì bọn họ phát hiện nơi đó thành chỗ mà phu phen tẩu tốt đều có thể vào tham quan. Đương nhiên muốn vào thì phải bỏ ra 5 đồng, không có chuyện miễn phí. Phụ trách quản lý nơi đó là Thư viện Ngọc Sơn. Những điện đường hùng vĩ biến thành nơi thảo luận học tập, những dãy nhà san sát thành nơi ở lâm thời Thư viện Ngọc Sơn chiêu đãi người nghiên cứu học vấn từ 4 phương 8 hướng tới. Tiền Đa Đa nổi cáo không ăn cơm, Vân Chiêu phải đích thân đi mời. Hôm nay có thịt hấp rất ngon, lớp da đỏ bóng này, dưới lót rau khô này, phối thêm gạo ngon từ Ninh Hạ đưa tới, ngon ơi là ngon. Tiền Đa Đa chẳng động lòng, nằm trên giường đạp chân biểu thị mình không được ở trong vương phủ nên không vui. Sáng nay vừa mới hái một đợt dưa cuối cùng ngoài ruộng, tươi tươi là, cắn một cái chảo nước mật, thường ngày nàng thích nhất, nếu không ăn thì phải đợi tới năm sau. Vân Chiêu ra sức dụ khị, không có hoa sen để ngắm, ăn không vào. Tiền Đa Đa lấy lý do chẳng liên quan, thế thì dễ, mai sai Vân Kỳ dẫn mấy người đào mảnh đất trống bên nhà, trải lớp bùn, vùi ngó sen xuống, vậy là năm sau nàng có cả một ao sen để ngắm rồi. Vân Chiêu giả ngốc, Tiền Đa Đa hét lên, không đẹp bằng ở Tần Vương phủ. Vân Chiêu vẫn kiên nhẫn dỗ dành, đơn giản lắm, bảo Vân Kỳ tới ao Tần Vương phủ lấy ngó sen ở đó về trồng trong nhà ta, vậy chẳng phải giống hệt nhau à? Tiền Đa Đa không biết Vân Chiêu tới đây dỗ mình hay chọc tức mình, không vòng vo nữa, xoay người hét thẳng vào mặt y, thiếp muốn chuyển vào Tần Vương phủ sống. Lần này thì Vân Chiêu lắc đầu rất dứt khoát, không được. Vì sao không được? Chàng không ở lại cho đám người cùng khổ bỏ 5 đồng ra vào đó ngày đêm trà đạp là sao? Đại thư phòng của chàng mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu quân cơ đại sự, vậy mà chỉ có mấy cái nhà gạch mái ngói, mỗi lần nhìn phu quân ngồi bên cửa sổ làm việc, thiếp đau lòng lắm. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ chuyển tới Tử Cấm thành sống, giờ ở trong Tần Vương phủ làm gì chứ? Nàng cứ nóng vội thế làm gì? Tiền Đa Đa không tin Vân. Chiêu nữa, phu quân, chàng có chắc sẽ không biến Tử Cấm thành thành chỗ người nghèo chạy khắp nơi chứ? Vân Chiêu đảm bảo, tất nhiên rồi, uy nghiêm cần có vẫn phải giữ chứ. Tiền Đa Đa nhìn xoáy vào mắt y, chàng hứa đi. Ta hứa. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Ra ngoài rồi Phùng Anh đã cho hai đứa bé ăn no, kín đáo nháy mắt ra hiệu, Tiền Đa Đa khinh khỉnh hếch mặt lên trời, hàm ý, ta làm việc cô còn phải lo à? Vân Chiêu nhìn thấy hết động tác nhỏ của các nàng, giờ khóc giờ cười, té ra Tiền Đa Đa không thèm để ý cái Tần Vương phủ. Nàng nhắm vào Tử Cấm thành kìa, lo y sau này cũng biến Tử Cấm thành thành điểm tham quan du lịch.
Cách làm của Vân Chiêu lần này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, từ quan viên tới bách tính một phen xôn xao bàn tán. Bọn họ không sao hiểu nổi. Chỉ có Từ Tiên Sinh người vạch sách lược yên thiên hạ cho Vân Chiêu từ năm y 8 tuổi là mỉm cười. Năm xưa Hán Cao Tổ Lưu Bang vào Trường An không tham mỹ sắc, không lấy tiền tài, kỷ luật nghiêm minh, không tơ hào của dân cái kim sợi chỉ, bị mưu sĩ Phạm Tăng coi là có mưu đồ lớn. Nay Vân Chiêu đối diện với Tần Vương Phủ phòng ốc liên miên không dùng, vẫn ở lại trong thư phòng thô sơ, thêm vào thường ngày sống đơn giản. Chỉ cười hai lão bà lại còn tự xưng có thể sánh với 3.000 giai lệ đế vương, làm người khiêm tốn, nhân từ thiện lương. Người như thế lo gì không thành đại nghiệp. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 597, Hoàng hôn của chư vương 2. Cung điện Đại Minh kỳ thực là nơi vô cùng bất tiện đối với một người thường xuyên làm việc bàn giấy thời gian dài, bởi nó được xây dựng không phục vụ cho mục đích này, mà là để hợp phong thủy, để uy nghi, để hầm bà lằng những lý do khác. Bởi thế hè thì quá nóng, đông lại quá lạnh, hơn nữa lọt gió bốn phương, lại còn ẩm thấp. Vân Chiêu đã qua rồi cái thời ham cái đẹp cái xa hoa, đem so với sự dễ chịu thực dụng thì những giá trị vô cùng đi kèm chẳng có sức hấp dẫn gì với y. Giống như mặc tơ lụa đẹp đấy, nhưng ngươi mặc thử vào mùa đông xem. Vân Chiêu có yêu cầu rất cao về hoàn cảnh làm việc của mình, đó là phải đủ nắng, thông gió, thoáng đãng, tiện lợi và cảnh trí ở ngoài cửa sổ phải vừa mắt. Cái đại thư phòng của y nhìn thì rất đơn sơ, kỳ thực được xây dựng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn đó. Nhất là công trình giữ ấm chạy ngầm dưới thư phòng, chẳng những Vân Chiêu thích mà đám Dương Hùng cũng thích. Đó là nguyên nhân vì sao hắn có phòng lại việc riêng mà mùa đông tới lại sống chết kê cái bàn làm việc ở đây. Đám người bí thư dám thấy huyện tôn không đuổi Dương Hùng đi cũng học theo, kết cục là mọi người chen chúc nhau làm việc trong phòng. Ai ngờ hiệu suất làm việc lại tăng lên không ít, huyện tôn còn có thể xong việc sớm tản bộ. Trong Tần Vương Phủ đẹp đẽ cũng không phải là không có. Phòng tốt, có những nơi cực kỳ xa hoa, trong đó có một nơi gọi là báo phòng, là thiên đường nam nữ chơi đùa. Nhưng mà mấy chỗ đó tác dụng gì với Vân Chiêu? Cho dù là y có muốn đi, với tinh khí của Phùng Anh và Tiền Đa Đa, dứt khoát là không đồng ý, cho nên cái vương phủ ấy khác nào phế vật. Vậy chẳng bằng mở cửa tự do cho rồi, người đọc sách khoái nhất trò này, bọn họ cực kỳ sùng bái quân vương từ bỏ cá nhân đặt quyền lợi chung lên hàng đầu. Thậm chí bọn họ cho rằng quân vương tốt nhất là phải sống tần tiện như Sùng Trinh, nhưng làm việc hùng hục như Lý Thế Dân. Còn về phần bọn họ thì không quan trọng, có thể sống sa đọa hưởng thụ như sĩ đại phu thời Tống mà không lo bị hoàng đế chặt đầu là tốt nhất. Quả nhiên khi Vân Chiêu bỏ vương cung, huyện Lam Điền từ trên xuống dưới đều hoan hỉ, ngay cả Từ Tiên Sinh cũng cười toét miệng suốt ngày, tiếng khen không ngớt, danh tiếng của y lần nữa tăng vọt. Đại Hồng Lư Chu Tồn Cực từ sau khi Vân Chiêu tới nhà hắn ăn cơm thì con người thay đổi hẳn, trở nên phóng túng vô cùng. Liên tục ở Minh Nguyệt Lâu tới nửa tháng không về, nghe đâu có đêm gọi 10 hoa khôi tới tiếp rượu. Đến khi hắn bị mẫu thân sai người khiêng về vẫn còn say ngất ngưởng, người đời cho rằng đó là do hắn tiếc gia sản bị tước đoạt, cứ thế này tuổi thọ chẳng là bao, chẳng mấy chốc u uất mà chết. Không ngờ sau khi tỉnh rượu hắn bắt đầu phấn chấn lập kế hoạch thành lập Hồng Lư tự của mình. Còn ngang nhiên yêu cầu với Vân Chiêu, sau này chuyện tiếp đãi trong huyện đều phải qua tay hắn, không thể làm việc qua loa tùy tiện như trước kia, mất thể thống. Người ta đã có yêu cầu về công tác, Vân Chiêu tất nhiên là vui vẻ đồng ý, cho phép hắn xây dựng nha môn Hồng Lư Tư và dịch quán ở Ngọc Sơn, cấp 2 vạn đồng bạc. Huyện Lam Điền hiện giờ chiêu đãi khách khứa rất nhiều, từ người Ô Tư Tàng tới người Mông Cổ, người Tây Vực cưỡi lạc đà, thậm chí người Hồng Mao phương Tây xa xôi. Chu Tồn Cực tích cực lắm, ngồi cùng người Ô Tư Tàng toàn thân bốc mùi không sao, có thể ôm thân tình người Mông Cổ cả đời mặc một cái áo. Thậm chí nói chuyện với người Hồng Mao còn xì xồ vài câu Tây Dương, cả người bừng sáng, sức sống ngời ngời, khác hẳn trước kia. Nói ra Chu Tồn Cực mất đất phong, mất nửa cái Tần Vương Phủ, cũng mất luôn danh hiệu Tần Vương chẳng có quyền gì, nhưng gia tài của hắn chẳng giảm bớt là bao. Với số lượng cửa hiệu của hắn trong thành Tây An, chỉ vài năm thôi là hắn có thể xây được một tòa Tần Vương Phủ ở chỗ khác. Đương nhiên, đó chỉ là cách nói. Lý Hồng Cơ sau khi công chiếm Lạc Dương chỉ nghỉ lại ở đó nửa tháng, sau đó lần nữa dẫn binh tới dưới thành Khai Phong. Lần này hắn đối diện với đối thủ cũ Tôn Truyền Đình.
Cũng lần này Chu Vương từng bị Sùng Trinh trách mắng trừng phạt không nhẫn nhịn nữa. Kết cục bi thảm của Phúc Vương làm kiên định thêm quyết tâm kháng cự Lý Hồng Cơ của ông ta. Ông ta không cam tâm vàng bạc mình tích góp thành quân lương của Lý Hồng Cơ. Vì thế ông ta lấy trong kho tàng ra mấy vạn lượng bạc khao thưởng đại quân, đồng thời gian bố cáo, treo thưởng chiêu mộ dũng sĩ, phàm là người đánh lui tặc binh thưởng 10 vạn lượng bạc, đồng thời tiến cử lên triều đình. Tiền bạc vung ra một cái có hiệu quả ngay tức thì, sĩ khí của quân dân trong thành dâng lên rất cao. Tặc binh dũng mãnh công thành hết đợt này tới đợt khác, tường thành Khai Phong bị phá sập hơn 20 chỗ, nhưng thủ quân nhanh chóng dùng bao cát lấp chỗ trống, liều mạng ngăn địch. Tặc binh xông qua lỗ hổng vào thành cũng bách tính lấy cả gạch đá ra ném, tặc quân tổn thất thảm trọng mà không cách nào vào thành. Tôn Truyền Đình không đóng quân trong thành mà đánh du kích bên ngoài, phục kích Cự Khấu La Nhữ Tài ý đồ giáp kích thành Khai Phong ở Hòa Long Đàm. Đánh một trận tan tác 5 vạn đại quân chấp vá của La Nhữ Tại chém đầu vô số. Lý Hồng Cơ thấy đánh mãi không hạ nổi thành, quan trọng là bách tính trong thành không chào đón hắn như ở nơi khác còn liên thủ với quan binh, mà La Nhữ Tài lại binh bại, đành dẫn quân lui về Lạc Dương. Hai lần đánh Khai Phong không được khiến hắn cực kỳ kiêng kỵ tòa thành này. Phúc Vương Chu Thường Tuân chết thảm không sao kể hết, trọng thần Dương Tự Xương phụ trách tiêu diệt Lý Hồng Cơ khó thoát tội. Nghe nói Lý Hồng Cơ lại dẫn binh tiến đánh Khai Phong, Dương Tự Xương kinh sợ không thôi, 6 ngày sau bệnh chết ở Sa Thị. Vương Văn Trinh, Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long thế lực tặc binh lần nữa trỗi dậy, đành phải lui về thủ Vũ Xương. Vân Chiêu xem xong quân báo hỏi Tiền Thiểu Thiểu, chúng ta có làm ăn qua lại với Sở Vương không? Tiền Thiểu Thiểu mắt đảo tròn, có, nhưng không nhiều, ai đáng tiếc, lần này Sở Vương lành ít dữ nhiều rồi, 100 vạn lượng vàng bạc của ông ta biết phải làm sao. Vân Chiêu ra lệnh, đều là tiền bạc của dân, thu hồi lại đi. Tiền Thiểu Thiểu chỉ đợi câu này, tiền chẳng vào túi hắn đâu, nhưng mà hắn thích hại người, cướp tiền của người ta. Người ở Nhạc Dương đang lo liệu việc này ạ. Nhưng nghe nói tên này cũng cùng loại người như Phúc Vương, rán sành ra mỡ. Vân Chiêu cân nhắc một chút nói, chuyện này giao cho Đại Hồng Ly làm đi, nói với hắn, Sở Vương chỉ có một cơ hội giao dịch với chúng ta thôi, bỏ lỡ rồi không hối được đâu. Làm chuyện này với Chu Tồn Cực mà nói hoàn toàn không có hại gì cả, thân là phiên vương cũ của Đại Minh, hắn càng am hiểu Sở Vương hơn. Đồng thời hắn cũng hiểu được tâm lý thà chết chứ không chịu bỏ tiền giúp triều đình chống tặc khấu của Sở Vương. Phúc Vương. Nói ra thì những phiên vương này chẳng hề mang ơn gì Đại Minh, ngược lại bọn họ càng phẫn nộ, có lẽ là do phẫn nộ thời gian dài, cho nên tâm lý bất thường, coi mình là người ngoài. Chu Nguyên Chương tạo ra gia thiên hạ, khiến người thiên hạ có cảm giác lớn nhất là thiên hạ quốc triều thịnh suy không liên quan tới mình, thiên hạ là thiên hạ của hoàng đế, không phải là của tiểu dân. Vì thế mong những người này bảo ra vệ quốc đúng là nực cười. Muốn bọn họ tác chiến thì chỉ có một thứ hữu dụng là bạc. Phàm là những đội quân biết đánh, dám đánh của Đại Minh là đều là dùng bạc trắng phao phao tạo ra, bao gồm cả Thích Gia Quân và Bạch Can Quân cũng đều như thế. Những bách tính thuần phác đó nếu không phải vì kiếm được nhiều tiền hơn thì đã chẳng xách đầu lên chiến trường. Chương 598, Hoàng hôn của Chư Vương, 3. Các phiên vương mấy trăm năm bị gạt bỏ ra khỏi trung xu quyền lực tất nhiên cũng nghĩ thế, tặc binh tới đánh là chuyện của quan binh, liên quan gì tới họ. Điều này khiến cho gia thiên hạ của Chu Nguyên Chương năm xưa tan rã, phiên vương chẳng những không thể thành trợ lực của hoàng đế, còn là gánh nặng của triều đình. Phải biết rằng số tiền nuôi dưỡng phiên vương tông thất nhiều hơn cả nuôi 100 vạn đại quân. Nay Sùng Trinh ít nhiều còn kiếm ra được bạc để nuôi quân Liêu Đông, nuôi một số đội quân, đợi khi hoàng đế không kiếm đâu ra tiền nữa thì cũng là ngày tàn của Đại Minh. Lý Hồng Cơ, Trương Bình Trung công chiếm địa bàn của Đại Minh, còn Vân Chiêu công chiếm lòng người Đại Minh. Thế nên so ra Vân Chiêu nhìn thì như vô hại, nhưng giống như dự đoán của rất nhiều gian thần có tầm nhìn của Đại Minh, Vân Chiêu mới là kẻ địch nguy hiểm nhất. Quân của y chưa rời Quan Trung nhưng danh tiếng của y đã trải khắp bờ cõi, tuy y nhún nhường nộp thuế cho hoàng đế, nhưng sự vụ ở Quan Trung chẳng ai xen vào được. Quan viên ở Quan Trung đã quên sự tồn tại của Hoàng đế Đại Minh. Tương đồng, triều đình cũng đã coi bọn họ như phản nghịch, nhiều năm qua chẳng những không phát bổng lộc, mà ngay cả chuyện thăng quan, giáng chức, điều chuyển cũng không có. Cho nên những quan viên đó tự phát trung thành với Vân Chiêu, vì người phát bổng lộc cho họ là Vân Chiêu, người nắm quyền thăng giáng của họ cũng là Vân Chiêu, nên y là vua không ai của Quan Trung.
Chu Tồn Cực lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao của huyện Lam Điền, lòng cực kỳ hưng phấn, nhiều chuyện trước kia hắn hoang mang, khiến hắn lo sợ, giờ mới hiểu, té ra mình sống nơm nớp vô nghĩa bao năm. Đồng thời nhờ hội nghị này mà hắn biết một huyện Lam Điền đích thực. Hắn biết bia địa giới của huyện Lam Điền đang chạy về phía Trùng Khánh, hắn biết đại quân ở Ninh Hạ đang từ từ di chuyển về phía đông. Chỉ vài tháng nữa thôi là có thể đem mảnh đất rộng lớn ngăn cách giữa Ninh Hạ và Lam Điền nạp vào huyện Lam Điền. Hắn còn biết đại quân của Vân Phúc sở dĩ đóng ở Tử Kinh Quan là để đợi Vũ Xương bị công chiếm sẽ ôm hết Bình Nguyên Nam Dương vào lòng. Đến hết hội nghị hắn mới biết nhiệm vụ của mình là đem 10 vạn cân thuốc súng, 2 vạn quả đạn pháo trao đổi lấy 10 vạn lượng hoàng kim của Sở Vương. Trên hội nghị Chu Tồn Cực khẳng định muốn Sở Vương bỏ ra 10 vạn lượng vàng không khó, nhưng hắn cũng nói nếu bỏ số vàng đó mua vũ khí giúp đám Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long thủ vệ Vũ Xương thì không có tí cơ may nào hết. Không bỏ tiền ra mua mạng thì chết. Vân Chiêu nói một câu đơn giản kết thúc hội nghị. Chu Tồn Cực sau khi rời đại thư phòng liền triệu tập tộc nhân Chu Thị mở hội nghị. Chủ đề là làm sao có thể đem thuốc súng, đạn pháo mà huyện Tôn cung cấp đổi lấy 10 vạn lượng hoàng kim. Đây là lần đầu hắn thực sự tham dự hoạt động chính trị huyện Lam Điền. Hắn mong có thể mã đáo thành công để hoàn toàn hòa nhập vào hệ thống huyện Lam Điền. 10 vạn lượng hoàng kim, với Chu Tồn Cực đây là chuyện cực kỳ lớn rồi, nên hắn nghĩ mình đang chỉ huy một hành động cực kỳ trọng yếu của huyện Lam Điền. Nhưng hắn không biết rằng, hắn chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch quy mô sắp diễn ra trên toàn bộ lãnh thổ Đại Minh. Hành động này có một cái tên rất hay, Hoàng hôn của Chư Vương. Kế sách này không tới từ Vân Chiêu mà do đội ngũ cố vấn của thư viện. Bọn họ luôn nghiên cứu đề tài, tài phú của Đại Minh rốt cuộc đi đâu rồi, Giang Sơn rộng lớn thế này. Vì sao lại nghèo như thế? Không phải tới bây giờ mới có người hỏi câu đó. Hơn 10 năm trước Vân Chiêu được hiến cho Giang Sơn cung ứng đồ chính là mở đầu của nghiên cứu này. Hoàng đế không có tiền, tiểu đình không có tiền, bách tính cũng không có tiền. Vậy thì tiền đi đâu? Tới tay hoạn quan, triều thần, quan viên địa phương, địa chủ hào thân và giàu có nhất chính là những phiên vương chẳng có quyền lực gì. Vẻn vẹn Sở Vương thôi bổng lộc mỗi năm là 2 vạn gánh lương, chưa tính vô số phúc lợi khác, cùng với sản xuất ở đất phong. Phiên vương không thể làm ăn, không thể nuôi quân, thế nên đem so với thu nhập to lớn đó, bọn họ ăn chơi chè chén hết bao đồng. Bởi vậy phiên vương vô cùng giàu có. Đội ngũ cố vấn thư viện đánh giá, tiền tài trong tay phiên vương không đem lại bất kỳ ích lợi nào cho quốc gia, xã hội. Bọn họ chất đống trong kho như thứ vô dụng, Đại Minh cần số tiền này, đem nó lưu thông để nó thực sự là tiền, hóa giải tình trạng tiền không được sử dụng. Đương nhiên nếu rơi vào tay huyện Lam Điền càng thúc đẩy được cơ sở tiền tệ của Đại Minh, bất kể thiên hạ bị đánh nát ra sao, đợi lúc thái bình rồi, trật tự kinh tế sẽ nhanh chóng phục hồi. Hoàng hôn của Chư Vương không phải là hành động chỉ nhắm vào phiên vương, còn là vào hoạn quan cự phú, đại thần, địa chủ cường hào cùng diêm thương lớn. Phương sách họ đưa ra là cướp. Chuyện này cần phải có một kế hoạch thống nhất, cần nắm chắc, cơ bản nó cần phải diễn ra ở cùng một thời điểm ở tất cả mọi nơi, nếu không phải tiến hành cách ly tin tức. Loại chuyện này chỉ làm một lần, đợi huyện Lam Điền thống nhất thiên hạ rồi, loại chuyện này không tiến hành nữa. Do loại chuyện này do thư viện bí mật phát động, nên đám khốn kiếp sắp tốt nghiệp thư viện đều coi đây là khảo thí tốt nghiệp của mình. Thế là thư viện Ngọc Sơn vắng vẻ hơn rất nhiều. Chuyện nhiều người như thế tham dự rất khó bảo mật, song đến khi Chu Tồn Cực đem thuốc súng, đạn pháo rời huyện Lam Điền, hắn vẫn không biết gì cả. Hướng đi mỗi người, đều bảo mật. Sư phụ, người giàu trong thành Nam Kinh nhiều lắm. Hạ Hoàn Thuần nhanh chóng và hết cơm vào miệng rồi nhìn Vân Chiêu đầy kỳ vọng. Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng, Hạ Hoàn Thuần liền bế Vân Hiển giả vờ đứt cơm cho sư đệ. Tiền Đa Đa gõ nhẹ đầu nói, ngươi còn nhỏ lắm, chưa đủ tư cách tham dự. Phùng Anh cũng nói, ngươi tuy thông minh, nhưng tuổi còn nhỏ, muốn làm đại sự thì phải học cho tốt bản lĩnh của thư viện, sau này mới dùng được vào việc lớn. Con thử tính rồi, chúng ta vì chấp hành kế hoạch hoàng hôn của Chư Vương này cần phải phái ra hơn 3 vạn người mới có chút hiệu quả. Nhưng con cảm thấy sư phụ vẫn còn che đậy cái gì đó. Hạ Hoàn Thuần vừa nói vừa lén lút quan sát phản ứng của Vân Chiêu. Vân Chiêu vẫn ăn uống như thường chẳng có gì khác. Tiền Đa Đa xoa cái đầu tròn của nó cũng không có gì, chỉ mỗi Phùng Anh mỉm cười. Vậy ngươi nói xem, sư phụ ngươi phát động một hành động quy mô lớn như thế là vì cái gì? Hạ Hoàn Thuần được hỏi tới hào hứng nói,
Đồng học trong thư viện của con cho rằng sư phụ chuẩn bị một kế hoạch kinh tế, nên cần có tiền khởi đầu. Còn có đứa cho rằng sư phụ dùng kế hoa nở bốn phương, thu hút người giàu có trong thiên hạ tới huyện Lam Điền. Cũng có đứa nói sư phụ học theo Hán Vũ Đế ngày xưa, muốn di rời nhà giàu thiên hạ tới Trường An. Lợi dụng những nhà giàu này nhanh chóng tạo nên Trường An cực thịnh, tức là sư phụ muốn định đô ở Trường An rồi. Phùng Anh ngạc nhiên lắm, một đứa bé 10 tuổi bình thường không thể nói ra mấy lời này, vậy nói cái nhìn của ngươi xem. Cái mặt nhỏ của Hạ Hoàn Thuần hếch lên, đám người đó đều coi thường sư phụ rồi. Với thủ đoạn của sư phụ làm sao chịu vì chút tiền tài thôi làm cái chuyện bất cẩn một chút khiến toàn bộ phú hộ thiên hạ phỉ nhỏ như thế. Cho nên con cho rằng những phú hộ này thế nào cũng gặp nạn, sau này không thể thành lực cản cho sư phụ thống nhất thiên hạ mới làm thế. Còn về phần coi thường sư phụ ở chỗ nào thì con không biết, nhưng chắc chắn không lâu nữa thiên hạ ắt có đại sự xảy ra, tới lúc đó con sẽ đoán ra mục đích của sư phụ. Tiền Đa Đa cười khanh khách lần nữa xoa đầu tròn như quả dưa của Hạ Hoàn Thuần, gắp miếng thịt cho vào bát nó, ăn nhiều vào, mau mau lớn lên để tương lai còn giúp sư phụ làm việc. Hạ Hoàn Thuần đặt Vân Hiển xuống, nhe răng sún cười với Tiền Đa Đa, cắm đầu ăn. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 599, Bát Mân Chi Loạn 1. Buổi tối khi đi ngủ, Tiền Đa Đa thấy Vân Chiêu tay cầm quyển sách ngả người xuống giường gấm, nhưng mắt lại không đặt trên cuốn sách, mà là nhìn bầu trời tối đen bên ngoài. Lúc này là cuối tháng, không thấy trăng đâu. Tiền Đa Đa tới gần hơi chút lo âu hỏi, phu quân, nếu tên tiểu đồ đệ của chàng cũng nhìn ra được chàng có mưu đồ khác, liệu những người khác có nhìn ra không? Không đâu. Vân Chiêu đáp đơn giản, chắc chắn, vì sao? Đến một thằng nhóc con bé xíu còn nhìn ra, thiếp không tin trên đời này có nhiều cao nhân như vậy lại không nhìn ra. Chẳng qua là cao nhân không có cơ hội cùng các nàng thảo luận chuyện này mà thôi, cũng không có cơ hội vừa suy đoán bậy bạ vừa nhìn mặt các nàng để chứng thực phán đoán của mình. Hả, phu quân nói thiếp và Phùng Anh bị thằng tiểu vương bát đản đó tính kế à? Tiền Đa Đa thốt lên, Vân Chiêu vuốt gò má sáng bóng của nàng, sau này cẩn thận, đó đúng là thằng tiểu vương bát đản thông minh lắm đấy. Tiền Đa Đa danh ma như thế sao có thể để một đứa trẻ con lừa, kỳ thực Hạ Hoàn Thuần lợi dụng nàng không đề phòng thôi. Dù thế có thể lừa được nàng khi không phòng bị gì cũng là thông minh lắm rồi. Quay đầu nhìn Vân Hiển đang cười khanh khách chập chững tự mình chạy vòng quanh trên giường chơi đùa, chàng nói xem Hiển Nhi sau này liệu có thông minh được như vậy không. Điều này thì làm sao Vân Chiêu sao biết được, nhưng mà nhìn Vân Hiển nước dãi ròng ròng cười ngốc nghếch thì lo lắm. Chuyện cha anh hùng con hảo hán không có nhiều, còn cha anh hùng con khốn kiếp thì sử sách ghi lại không biết bao nhiêu mà kể. Tiền Đa Đa bế nhi tử lau nước dãi trên khóe miệng, đưa Vân Hiển trông thông minh hơn rất nhiều vào lòng Vân Chiêu, dù thế nào cũng phải thông minh hơn Vân Chương một chút. Mong là thế. Á, Vân Chiêu nói xuôi theo ý nàng, gỡ tay nhi tử tóm tai mình ra, vừa rồi bị thằng tiểu vương bát đản này kéo tai đau quá, thông minh hơn thì không biết, xem chừng khỏe hơn cha nó rồi. Bầu trời không trăng cũng không sao, trên bãi biển Hổ Môn trừ tầng tầng sóng biến cao ba thương kéo lên bãi cát ra thì chẳng có một ai, trong rừng dừa lại có đám người trần trùng trục nằm ở đó. Cách không xa là miếu Trịnh Chi Hổ tiếng người huyên náo, từng cây đuốc mỡ cá kình chiếu xung quanh tòa miếu nhỏ sáng trưng như ban ngày. Đám hán tử chân đất tướng mạo hung ác đủ kiểu túm năm tụm ba ngồi ở tảng đá ngoài miếu ăn thịt uống rượu cười đùa ầm ĩ. Cảnh này kéo dài rất lâu rồi mà chưa thấy Trịnh Chi Long tới. Hàn Lăng Sơn dẫn bộ hạ liên tục hai ngày lén lút từ biển lặn lên bờ, tới bãi Hổ Môn, nếu rạng sáng mai Trịnh Chi Long còn chưa tới thì lại phải lén lặn về. Ba ngày tập kích giết Trịnh Chi Long là chuyện không có chút khả năng nào hết, bởi vì chỉ cần tới trời sáng, nơi này sẽ bị những hảo hán trên biển tới bái phỏng Trịnh Chi Long vây kín. Có điều vì thế trở ngại Trịnh Chi Long cúng tế cho đệ đệ của mình. Tử sĩ châm lửa đã được an bài, 1.000 lượng bạc mua lấy một mạng người, hết sức công bằng. Trong đội ngũ không thiếu người chấp nhận vụ giao dịch này. Mắt Hàn Lăng Sơn nhìn chằm chằm tòa miếu kia không chớp cái nào, mắt thấy chân trời đã hửng sáng mà không thấy bóng dáng Trịnh Chi Long, xem ra vị đó chẳng phải một mực thâm tình với thân huynh đệ của mình. Lui về, Hàn Lăng Sơn nhỏ giọng hạ lệnh, những người này phân làm tiền đội và hậu đội, ai nấy ngậm ống trúc, lặng lẽ trườn vào nước. Sau khi lên thuyền thì trời đã tờ mờ sáng, Hàn Lăng Sơn chuẩn bị quang minh chính đại lên bờ một chuyến.
thay một bộ trang phục đi biển bình thường, xách giỏ cá, đi chân đất điều khiển một chiếc thuyền nhỏ tới Hồ Môn. Đám hải tặc Trịnh Thị chẳng cảnh giác gì đối với ngư dân bên biển, với bọn họ, chỉ cần là người kiếm ăn trên biển thì đều là huynh đệ. Thuyền nhỏ theo sóng biển đi lên bãi cát, đám hải tặc canh gác còn chủ động giúp Hàn Lăng Sơn kéo thuyền lên, tránh bị nước biển đưa đi. Chuyện này họ thấy quen rồi, thủy triều rút lên bờ, đợi thủy triều lên thì rời đi, đó là cuộc sống của cư dân trên biển. Ta câu được con cá lớn, muốn đem hiến cho nhất quan. Hàn Lăng Sơn mở giỏ trúc bắt con cá mú lớn ra khoe, giọng Mân Nam chính tông, đám hải tặc không cảnh giác, kẻ nào kẻ nấy túm tụm lại nhìn vào giỏ cá. Một tên giơ ngón cái, không tệ không tệ, nhất quan thích cá mú hấp lắm, nếu tay nghề ngươi tốt khiến nhất quan hài lòng thì đợi phát tài đi. Hàn Lăng Sơn thoải mái cười nói với đám hải tặc một lúc rồi đi về phía miều Trịnh Chi Hổ, nơi này tấp nập không thua gì thị tập hết, nhiều chỗ còn dựng lán đãi khách, tấp nập vô cùng. Trong hoàn cảnh đó chẳng ai để ý tới một ngư dân tầm thường, nên Hàn Lăng Sơn thoải mái chọn vị trí quan sát tốt. Ngồi trên đá ngầm nhìn ngư dân qua lại cùng với hải tặc mang đủ các loại vũ khí quái dị. Hai bên quan hệ rất tốt, khiến Hàn Lăng Sơn không khỏi lo lắng. Đám hải tặc ở nơi khác người ta nghe thấy là mặt biến sắc, nhưng ở đây ai nấy như anh hùng, bọn họ vui vẻ cùng ngư dân trò chuyện, mua bán, thậm chí là có một đám ngư dân vây quanh một tên hải tặc bản địa, nghe hắn kể chuyện trên biển. Câu chuyện rất tàn nhẫn, thậm chí có thể nói táng tận lương tâm. Tên hải tặc mặt tang thương đó dùng giọng kiêu ngạo nhất kể bọn họ sống sung sướng thế nào ở nước Phù Tang, kể bọn họ ở Đài Loan vất vả sáng nghiệp thế nào, khoe khoang với mọi người là bọn họ cướp thuyền phương Tây, đối phó đám nam nữ Hồng Mao ra sao. Ở hải đảo xa xôi có hương liệu vô tận, có vô số kỳ chân dị bảo, những thứ đó đều bị dã nhân như khỉ đen chiếm cứ. Dã nhân chỉ dùng lá che thân ấy vậy mà cổ đeo chuỗi vòng hồng bảo thạch to như quả trứng gà. Chỉ cần có gan là có thể phát tài. Đó là câu cuối cùng của tên hải tặc. Chính câu nói này khiến Hàn Lăng Sơn nhận ra đám ngư dân trẻ đã phấn khích muốn theo bọn họ ra biển làm hải tặc lắm rồi. Ở đây Trịnh Chi Long rất được ngư dân tôn kính. Bước chân của Hàn Lăng Sơn gần như trải khắp bãi biển Hồ Môn. Sau khi đi xem khắp nơi, hắn phát hiện rất nhiều hiện tượng thú vị. Tuy nhiều người sùng bái Trịnh Chi Long, tựa hồ cũng có không ít người căm hận Trịnh Chi Long. Hắn cũng phát hiện ra vài tên đại hán người mang vũ khí sắc đóng giả ngư dân, thêm vào tên chủ quán bày quán bán đồ ăn có vẻ không ổn. Tới khi Hàn Lăng Sơn ăn món tôm biển trả ra làm sao ở cái quán đó mới xác định đôi phu thê này đều là sát thủ. Phát hiện ra những chuyện này, Hàn Lăng Sơn tính toán để làm sao để lợi dụng đám người đó. Trịnh Chi Long mỗi năm tới miếu Trịnh Chi Hổ không phải chỉ tới cung tế đệ đệ, hắn còn chuyện quan trọng hơn. Kết giao quan viên, thương cổ, hải tặc bản địa Quảng Châu. Cho tới giờ, Thập Bát Chi vẫn là một liên minh hải tặc lỏng lẻo, không phải là một chỉnh thể, vì thế hắn tốn nhiều thời gian, tinh lực để lung lạc những người này. Đối với một kiêu hùng mà nói, có ai không phải là nhân vật thân kinh bách chiến, đối với mục tiêu mình định ra, thường luôn kiên trì theo đuổi, sẽ không vì cuộc ám sát đầu voi đuôi chuột mà tránh đi. Nếu làm như thế sẽ để lộ ra hắn là kẻ nhát gan. Chẳng ai thích đi theo một con quỷ nhát gan, nhất là hải tặc, bọn họ kiếm ăn trên biển không chỉ đối diện với sóng gió, còn phải đối diện đủ sự kiện đột phát gian nan khốn khổ. Chương 600, Bắt Mân Chi Loạn 2. Tới trưa thị tập ở nơi này vẫn rất náo nhiệt, công tác cúng tế miếu Trịnh Chi Hổ cũng chuẩn bị xong, lợn quay, hương vòng. Bức chướng hai màu vàng trắng, hán tử thổi kèn kết thúc ấm điệu ai oán triền miên, thay bằng khúc nhạc tiết tấu nhanh sôi động. Đám hải tặc bắt đầu dọn dẹp, có vẻ Trịnh Chi Long sắp tới rồi. Đây là chuyện không tầm thường, theo như quy củ trước kia, Trịnh Chi Long tới tế bái đệ đệ đều vào buổi tối, giờ nhìn quy trình này thì tối đa là chập tốn sẽ kết thúc cùng tế. Hôm nay là mùng 2, đến trưa là qua giờ thủy triều dâng, qua trưa là quá trình thủy triều xuống kéo dài tới 3 canh giờ. Muốn đột kích thì khó cập bờ lúc thủy triều xuống. Hàn Lăng Sơn sau khi cân nhắc kỹ càng, quyết tâm kéo dài thời gian cúng tế tới buổi tối. Một tên hải tặc say khướt lảo đảo đi vào rừng dừa, Hàn Lăng Sơn thong thả đi theo, không bao lâu sau hắn lại từ trong rừng đi ra, tiếp tục tới bãi đá ngầm đợi Trịnh Chi Long. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Hàn Lăng Sơn ra tay tới 5 lần. Khi mặt trời xế bóng, rốt cuộc có người phát hiện chuyện không ổn, một cỗ thi thể hải tặc xuất hiện ở cửa bên của miếu.
bị bức chướng màu vàng che đi, nếu không phải là trên trước có máu nhỏ xuống thì đã chẳng ai nhận ra. Người chết tên là Trần Hà. Đó là cái tên mà hắn nghe được khi đứng xem náo nhiệt. Tên hải tặc đó chết vô cùng an tường, mặt cũng rất bình tĩnh, chỉ có trên ngực Trần bị người ta khắc mấy chữ lớn nợ máu trả bằng máu. Nhìn mấy chữ đó, Hàn Lăng Sơn hổ thẹn, lâu rồi không luyện chữ, khắc trả ra sao. Sau khi phát hiện cỗ thi thể đầu tiên, đám hải tặc túa ra xung quanh, rất nhanh tìm ra bốn cỗ thi thể còn lại, cả năm người đều chết rất yên bình, đều bị một đòn chết ngay. Đám hải tặc rốt cuộc cũng trở nên khẩn trương rồi. Dương chuẩn bị trước cúng tế, bắt đầu tìm kiếm hung thủ lẩn trong đám đông. Rất kỳ quái, bọn chúng tìm người không nhìn mặt mà nhìn chân, thấy ai đi giày là đưa sang một bên, ai không đi giày thì nhìn kỹ lòng ngón chân rồi lại có một nhóm bị đưa ra. Chân Hàn Lăng Sơn cũng bị người ta xem kỹ, sau đó đám hải tặc đuổi hắn tới đứng cùng với đám ngư dân không ngó ngàng gì nữa. Chân hắn đen xì xì, toàn các vết chai, cứ như cái cây già, ngón chân thì tõe ra, không khác gì những ngư dân khác. Hắn lại còn thuần thục dùng tiếng bản địa, nói chuyện không ngớt với cư dân bản địa, mọi người đều bàn tán xem rốt cuộc ai giết năm tên hải tặc kia. Có điều đám ngư dân nhất trí cho rằng, hung thủ chạy lâu rồi, đợi nhất quan tới, sớm muộn cũng đòi lại công bằng cho những người đó. Quả nhiên không bao lâu sau thì Trịnh Chi Long tới. Hàn Lăng Sơn đã xem tranh tả thực của tên này vô số lần rồi, nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, khi Trịnh Chi Long vóc dáng không cao nhưng chắc nịch. Từ chi lớn, râu rậm, mắt to tròn, bước chân như rồng hổ tới miếu Trịnh Chi Hổ, chỉ là càng nhìn thì hắn càng nhíu mày. Đây không phải Trịnh Chi Long, không phải tướng mạo có vấn đề mà đội hộ vệ xung quanh của hắn không bình thường. Vân Chiêu mỗi lần ra ngoài, nhìn có vẻ chẳng hề có hộ vệ đi cùng, kỳ thực không bao giờ thiếu hộ vệ xung quanh y. Những hộ vệ này có khi ở trong đám đông, hoặc ăn mặc bình thường đi bên cạnh Vân Chiêu, bọn họ khéo léo ngăn cản những người muốn tiếp cận y. Gần như 10 bước xung quanh Vân Chiêu đều là hộ vệ, từ khi bọn họ còn rất nhỏ đã chơi một trò, đó là tìm đủ mọi cách tập kích Vân Chiêu để khảo nghiệm đội hộ vệ đó. Cho nên Hàn Lăng Sơn chẳng lạ gì thói quen của những hộ vệ. Còn Trịnh Chi Long tuy bên cạnh rất đông hộ vệ, nhưng rõ ràng là không phải đang làm nhiệm vụ hộ vệ, chúng chỉ giống như người đi cùng thôi, chúng không cảnh giác, không hề quan sát đám đông, cũng chả nhìn Trịnh Chi Long, thế nên trong thời gian ngắn, Hàn Lăng Sơn phát hiện tới 6-7 sơ hở để tiến hành ám sát. Đã phát hiện ra sơ hở thì Hàn Lăng Sơn tất nhiên sẽ không bỏ qua, một quả thủ lôi trong ống tay áo hắn, khẽ nhẩm đếm tới 3, sau đó thừa lúc mọi người tung hô Trịnh Chi Long ném ra. Thủ lôi bay rất nhanh, vượt qua khe hở đám đông, bay thẳng tới người Trịnh Chi Long. Trịnh Chi Long phản ứng rất nhanh, vung tay tóm lấy. Còn chưa kịp xem mình bắt được cái gì thì ánh lửa bùng lên cùng tiếng nổ, thân thể hắn bị hất văng đi, còn cánh tay sớm biến thành máu. Tiếng nổ lớn làm mọi người sững sờ chốc lát, rất nhanh khung cảnh náo nhiệt trở nên hỗn loạn, nhất là đám hộ vệ ở trung tâm vụ nổ nghiêng ngả, toàn thân là mảnh vỡ thủ lôi, thảm vô cùng. Hàn Lăng Sơn ném thủ lôi xong thì nhanh chóng di chuyển ngay sang chỗ khác. Đám hải tặc còn chưa kịp khám xét những người ngụy trang thành ngư dân bị đuổi sang một bên thì lúc này có tiếng hét lớn, đám hải tặc trông coi bị chém ngã, những người kia nhanh chóng đánh về phía Trịnh Chi Long ngã xuống. Hàn Lăng Sơn theo đám ngư dân kinh hoàng lùi lại, sau đó tìm được bó trúc, cũng không biết vì sao. Hàn Lăng Sơn được chia một cây. Những ngư dân này được một ngư dân già xuất lĩnh cầm cây trúc đánh về phía đám thích khách. Bộ hạ của Trịnh Chi Long bị thủ lôi làm thương tổn nghiêm trọng, tên nào tên ấy bị trọng thương, dù có một hai tên bị thương nhẹ thì cũng bị tiếng nổ làm hoa mắt chóng mặt, miễn cưỡng nghênh địch. Hàn Lăng Sơn thấy đám người đó chỉ bận đánh thích khách mà không để ý tới sinh tử của Trịnh Chi Long toàn thân máu tươi, càng khẳng định đây là thứ hàng giả. Cầm cành trúc dài không khác cần câu là mấy, Hàn Lăng Sơn chen trúc trong đám ngư dân, chĩa cành trúc về phía trước, hét lớn lấy thêm can đảm. Một mũi nỏ tiễn bắn ra, giết ngay ngư dân già cầm đầu, ông già kêu thảm thiết, Hàn Lăng Sơn vứt cành trúc chạy ngay. Thực tế người chạy nhanh hơn hắn nhiều lắm, chạy một quãng xa dừng lại, cùng mọi người vươn cổ nhìn một tên thích khách chém đầu Trịnh Chi Long. Vì thế mọi người quay sang chửi mắng đối phương nhát gan, khiến nhất quan bị người ta giết ngay trước mắt ngư dân, có người còn bật khóc, chỉ là không ai dám đi tới tác chiến. Ta còn chuẩn bị một con cá to chuẩn bị mời nhất quan ăn. Hàn Lăng Sơn nước mắt ròng ròng, làm ai cũng thấy hắn đáng thương. Một hán tử đen nhẻm nói, lát nữa mang tới cho ta. Hàn Lăng Sơn nổi giận,
Cá đó ta chuẩn bị cho Nhất Quan đấy. Hán tử mặt đen cười ha hả rút trường đao, sải bước đi về phía đám thích khách đang định bỏ trốn. Theo sau hắn có 7-8 tráng hán, nhưng người này không ngờ bày thành thế trận chặt chẽ. Từ lúc người này xuất hiện, khung cảnh hỗn loạn dần trở nên trật tự, thậm chí có chút yên tĩnh. Chủ yếu bởi vì tốc độ bắt sống thích khách của đám người này rất nhanh, không chỉ mấy thích khách mà Hàn Lăng Sơn nhận ra. Đôi phu thê bán món tôm biển khó ăn cũng không thoát được, thậm chí hắn còn bắt ra từ trong đám thương cổ hơn 10 người, khiến Hàn Lăng Sơn hết sức kinh ngạc. Đó mới là lão đại thật sự, không tầm thường chút nào. Có điều Hàn Lăng Sơn nhanh chóng bình thường lại, cái đám thương cổ có thân phận đó ngồi trong lán uống trà, nên hắn hóa trang thành ngư dân làm sao tiếp cận được. Sau khi đám thích khách bị bắt, tráng hán mặt đen ra tay rất dứt khoát, cắm cọc trúc vót nhọn xuống bãi cát, nhô ra ngoài chừng 3 thước, sau đó tùy tiện tóm một tên thích khách nhấc lên ấn xuống mũi nhọn cành trúc. Trong tiếng gào thét của thích khách, cọc trúc ngắn dần. Các bạn vừa nghe xong tập 60 của bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.